Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông Bạch Vân. Hôm nay sư ông sẽ giúp chúng ta thực hành phương pháp Phật thiền Tam Muội mà trước đây sư ông đã từng giảng cho chúng ta nghe về lý thuyết và cũng cho chúng ta có một thời gian dài tự thực hành sau đó chúng ta chia sẻ tất cả những tầng công phu của mình đến với sư ông sư ông sẽ thực chứng cho quý hành giả chúng ta hôm nay trước khi vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông sư ông sẽ giảng về ngài mahara sau đó sư ông sẽ chia sẻ trực tiếp phương pháp phật thiền tam muội một cách tỉ mỉ để quý hành giả chúng ta thực tu thực chứng vì vậy, trong suốt quá trình, chúng ta nghe sư ông giảng pháp. Nếu có chỗ nào quý hành giả chúng ta cảm thấy mình còn thắc mắc, còn bị chướng ngại, chúng ta trực tiếp đặt câu hỏi về trên trang Facebook của chúng tôi hoặc kênh Youtube Con Đường Kiến Tính. Chúng tôi sẽ giúp cho quý hành giả trực tiếp đặt câu hỏi đến sư ông. Sau đó, Ngài sẽ trả lời những thắc mắc của quý hành giả. Nam Mô A Di Đà Phật Trước khi vào thời chia sẻ pháp thoại của Sư Ông, chúng ta cùng với Ngài trì tụng một biến kinh chú, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà-ra-ni, đem công đức đó, chúng ta hồi hướng về các cõi Phật mà chúng ta đang hướng đến, cũng như đem công đức đó, chúng ta hồi hướng cho củ quyền thất tổ, thân bằng nguyến thuộc của chúng ta còn đang khổ nạn. Trong Mười Phương Pháp Giới, Nam-mô-a-di-đà-phật.

Uuzat ni za bikaza biziza zararazamiztzendo niite sarabatta gara kinei za gara batez zata bamanita bargura ni na zahauumi bera bixiite zara bataetagaragira mi dari mi dari maha mi dari wadira kara sama sana bisi de saraba kama para na de radi kati wiri de radi nagara de sama ra di

safara-safara sarafa bunda disana disite sidi sidei waridei waririma wariria waridei waridagabiyazagabe biyazagabi

Mida ri maha Darabana ramandara bana sitesaban thường thường mấy cái bài thằng chú cô chú đó nó, nó nó hay khởi đầu bằng giống như là chữ ôm chữ ôm thật sự cái cái từ ôm này nó không có âm mà cái âm nó là ở bên trong đó. nó tự ví dụ như giờ mình đọc lên hay không đọc lên mình cũng có cái âm đó nếu mình lắng nghe mình thấy nó có một cái cái tính chất phát khởi nó tỏa ra cho nên nó một tiếng vang ôm ôm bên trong cho ừ. nên nếu mình thường nghe được cái 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 từ đó thì mình cũng có thể vào được một cái định tâm có người họ chỉ niệm một tiếng ôm thôi ừ. bữa nay thầy sẽ nói cái phật thiền tâm muội như là mấy lần đã giới thiệu và mấy con cũng có thực hành chút chút rồi ừ. nhưng mà trước khi thầy nói về cái công phu mà ừ, cốt lõi để cho mình có thể sắp nhập được chứng nhập được đó thì thầy nói ra qua cái bài của Mara bài này là nó vào ngày 18 tháng 1 1980 có lẽ là, là cái bài thứ 10 cái bài thứ nhất thì nó vào khoảng tháng 5. Chắc là mùng 1 tháng 5. Cái bài này là 18 tháng 11, 1980. Chắc là nó trải qua 10 bài. Cái nhìn hiện nay của ta không còn hữu hẳn, hoàn toàn tự do nghĩa là ổng ổng nói ngay cái 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 trạng thái tâm của ổng qua cái nhìn ừ. cũng như trong cái nhìn tức là cái thấy hay là cái cái biết hoặc là cái nghe thật sự tất cả những cái trạng thái tâm này nó hoàn toàn tự do nhưng mà khi ra cái cái tầm nhìn của mình á, hay là cái nghe của mình á nó luôn luôn nó sanh ra cái thức tức là cái can mình đối với trần nó sanh ra cái thức ừ. trong cái thức đó nó thuộc về cái cái nghiệp mình nó đã đã quen thuộc cái nghiệp là một cái loại quen thuộc là loại dính dấp mà một cái loại nó 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 in sâu vào trong tâm mình và nó làm cho mình phải nhớ lại phải nghĩ lại cho nên nó gọi là niệm ừ. Cái niệm thật sự nó không có cái gì hơn là cái sự nghĩ lại Đó, ừ. nó mà sự cứ nghĩ lại cái nhớ lại nó thành ra cái thức thành ra cái 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 biết ừ. cái biết này là nó nó là đã có một cái gì đi trước rồi ừ. còn nếu không á, thì nó nó không thể có cái biết được nó tuyệt đối trong cái biết tuyệt đối nó thuộc về tâm rồi cho nên cái điều này sang lần mình sẽ tự kinh nghiệm và mình chứng vào trong điều đó khi mình có một cái sự thực chứng trải nghiệm trong điều đó rồi thì thì, thì lúc đó mình không có ngôn ngữ gì mà để thắc mắc hay là để bàn cãi nữa hay cả đó cho nên đó là cũng như mình nhập đạo đó cái nhìn của ta hiện nay không còn hữu hạn hoàn toàn tự do hữu hạn tức là mình xác định cái nhìn đó là nhìn cái gì hay là mình có cái cái người đang nhìn hoặc là cái ta đang thấy hoặc là mình biết cái này biết cái kia đó tất cả cái nhìn đó nó không phải là cái nhìn mà mà ra muốn nói tối hậu một người phải vượt ra khỏi cái biết cái sự cuối cùng á là mình phải vượt ra cái chỗ mà mình gọi là biết đó cũng như ngay chính bây giờ đó thật sự là mình không có cái gì để biết và mình cũng không có cái biết ừ. nhưng mà nó loáng thoáng trong đầu óc mình nó sanh ra cái biết gì đó tức là nó sanh đấy nghĩ và nó sanh ra những cái biết nhưng cái biết phải đến và cái biết chỉ có thể đến bằng thường xuyên thiền quán cái biết chỉ có thể đến bằng thường xuyên thiền quán Tức là khi cái biết nó đến cái biết nó hiện hữu, nó không thể không có là bởi vì cái 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 cái, cái, cái tính biết của mình đó là một cái tánh từ cái ý, danh sắc mà nó sanh ra lục căn. Lục căn nó nó sanh ra những cái khái niệm cái biết cho nên hành nó sanh ra thức. có cái sự vận hành, cái sự chuyển động ở bên trong dù là vật hay là về tâm tâm là ý nghĩ còn là vật là những cái cái sự một cái gì khó khăn trong người mình một cái sự dao động trạo cử gì trong người mình nó cũng sanh ra cái để cho mình biết ví dụ như mình đương ngồi mình đương đứng mình đương nhức mỏi mình đương khỏe khoắn hay cái gì đó mình có cảm nghĩ như vậy và mình biết như vậy đó. cho nên nó là cái biết từ thân thể hay cái biết mình suy tưởng hoặc là cái biết mình đối ý kháng với tất cả hiện tượng bên ngoài nó đều sanh ra cái 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 dữ kiện như vậy đó cái biết chỉ có thể đến bằng thường xuyên thiền quán bằng thiền quán cái biết ta hiện hữu dần dần lắng xuống tức là bằng thiền quán tức là mình biết trong cái biết mình ý thức về chính cái đang xảy ra tức là cũng cái biết bởi vì mình có biết thì mình mới quán tưởng được, mình mới thấy nó được, mình mới thiền quán nó được. Tức là mình đối diện cùng nó, thật thật sự cũng giống như mình đưa một cái tay lên, nhưng mà mình thấy cái đưa cái tay lên, chính cái thấy đưa cái tay lên cũng đồng thời cái tay mình đưa lên, ừ. cái tay mình đưa lên cũng đồng thời như cái thấy mình đưa lên, tất cả nó đều không có tướng, và đó là một cái kỳ diệu nhất. Sau này thầy sẽ nói về cái cái chỗ đó thì chúng ta có thể nhận diện tại sao mình có cái động và cái động và cái tịnh hai cái đó cái ranh giới ở chỗ nào khi chúng ta hiểu được cái đó thì tự nhiên chúng ta có thể vào được cái pháp rất là chân thật và không bao giờ thay đổi nữa chúng ta chỉ biết hé thay một xíu siêu thôi thì từ đó nó sẽ bung ra và cái trí tuệ chúng ta sẽ rõ ràng sẽ bắt đầu sinh khởi đó. chứ chứ không phải là chúng ta học mà giống như học kiến thức đó học cái này thì không học cái kia biết cái này thì không biết cái kia thì không phải như vậy bởi vì cái cái biết nó chỉ có một cái khả thể của chính nó thôi đó cho nên khi chúng ta biết rồi thì chúng ta không có cái không biết và khi chúng ta vượt khỏi cái biết thì cái bản thể tâm đó nó hiện ra thì lúc nào chúng ta cũng vậy cả dù bây giờ một ngàn người trí thức một ngàn vị mà kiến thức bất cứ cái gì cũng thể qua khỏi chuyện đó họ không thể họ không thể cãi được cái đó và mình có thể chứng minh cho họ nhưng mà họ không thể chứng minh cho mình được bởi vì tất cả kiến thức của họ là những tiếng kiến thức của họ nó nó tiến trình ở trong kinh nghiệm và chính cái kinh nghiệm đó họ là không biết cái từ cái kinh nghiệm đó nó từ đâu mà nó xảy ra cái kinh nghiệm đó và trong cái tiến trình đó nó ghi nhận lại trong cái ký ức và nó tạo ra một cái thời gian tính, đó, những cái điều đó họ không bao giờ họ để ý đấy và khi mà họ biết được cái điều này thì tất cả những cái sự xảy ra đó nó sẽ khác lạ, ừ. Ừ. bằng thiền quán cái biết tai hiện hữu dần dần lắng xuống và hội nhập với cái biết vũ trụ đó, bằng thiền quán tức là bằng ý thức của ý thức bởi vì cái biết là một ý thức về nhãn giới hay là cái, cái 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 âm thanh cái cái nghe đó là một ý thức về nhĩ can một ý thức về cái can đó cho nên nó mới sanh ra cái đó ừ, cho nên sau này chúng ta nếu mà tổng hợp lại cái biết cái nghe cái thấy gì đó tất cả thật sự nó đều mà một trung tâm nhưng mà nó hữu dụng lẫn nhau ra mắt thì gọi là cái thấy qua tai gọi là cái nghe và ở trong cái thân gọi là cả chạm xúc thật sự thì ở trong cái hợp tương đối thì chúng ta thấy cái gì sanh lên cái đó nó tự diệt hoặc là nó tự tồn tại bằng cái cái mê muội cái không có không có ý thức thì cái đó nó ghi nhận và nó nhớ bằng cái tư tưởng sau này nó sẽ sanh ra hình dạng của sự suy nghĩ chúng ta mới bắt đầu chúng ta biết cái cấu trúc của tư tưởng thì chúng ta lúc đó chúng ta không nói là tôi nghĩ như thế này tôi nghĩ như thế kia mà tôi là đồ tầm bậy tầm bạ dù bây giờ một người mà gọi là đại trí của thế gian nếu mà không ngộ cái đó thì vẫn không biết như thường thì nó thật sự vậy đó cho nên bàn thiền quán cái biết ta hiện hữu dần dần lán xuống và hội nhập vào cái biết vũ trụ cái biết vũ trụ tức là cái tánh biết còn cái 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 biết mà mình biết cái gì, biết cái này, biết cái kia đó là cái biết có thể là người ta không phát minh được thì người ta vẫn sống trong cái đó. Dù trăm ngàn triệu kiếp người ta vẫn sống trong cái đó và khi người ta biết cái đó thì người ta gọi là cái tánh biết, biết cái này, biết cái kia. Nhưng mà khi cái biết đó nó đi sâu vào, nó hội nhập vào chính cái 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 không tính của nó. Tức là nó không có đối tượng, nó không có khách thể thì lúc đó nó cũng không có chủ thể và nó là vũ trụ cho nên gọi là hội nhập vào vũ trụ tức là hội nhập vào thời gian và không gian như chúng ta đã thường nghe thời gian là cái gì và không gian là cái gì thì chúng ta hội nhập vào cái đó cho nên cái điều này nó đưa đi đến để chúng ta xác định được xác định được cái nguyên lý phát sanh, tồn tại và biến mất của cuộc sống cuộc đời và cái biết này không phải là cái vấn đề để học để học cái này học cái kia, đó. bởi vì chúng ta dò theo cái nguồn gốc của nó, tức là dò ngược lại, dò ngược lại bằng cái tính chất từ cái lắng nghe cho đến cái sự nhận thức của chính âm thầm đó, thấy biết xác định đó thì cái đó gọi là thiền, tức là mình đối diện với cái đó mà mình thấy biết rõ ràng, cũng như thầy đối diện với cái động như thế này, thầy biết là cái gì, trong lòng thầy không nói là cái tai hay là không phải là cái tai. Và thầy thấy cái gì mà nó làm cái này Nó đưa lên hay là đưa xuống Nhưng mà trong tâm thầy không có lên Không có xuống, không có qua, không có lại Không có tất cả đó Và nó cũng không có cái không nữa Thì thầy thấy cái gì mà nó có thể linh động Như thế này Mà tất cả mình và tất cả chúng sanh Và tất cả thần thánh nó đều ở trong cái đó Ngoài cái đó nó không có cái gì hết cả Đó sau này chúng ta sẽ thấy sẽ biết cái điều đó chính mình thì mình sẽ không còn không thể nghi được bất cứ điều đó và từ cái đó nó sanh ra tất cả những cái tính chất pháp giới và chúng ta sẽ sẽ tự tu tiến thêm và hoặc là sẽ bị lui sụt vào tất cả những cái cái tính chất cái nghiệp dĩ nặng nề của của cái sự sa đọa nhưng mà cũng từ cái khoảng cách đó cũng như giống như từ cái tính chất của hiện hữu của cái ta hiện hữu như mara đã từng giới thiệu đó, đó. cho nên cái vấn đề này không phải là vấn đề mà chúng ta để học lóm hay là chúng ta để học bắt chước học của người khác Và học để trở thành cái trí để mà quảng cáo khoe khoang hoặc là cái kiến thức rồi tất cả những vụn vẹt đó nó không có dính dấp gì tới cái chuyện này cho nên cái này là chúng ta tập xác định chúng ta tập nghĩa là cũng như là kiểm nghiệm lại nghĩa là lại để thấy cái chỗ của mình thật sự là cái gì nó có có mình hay không có mình có ta hay không có ta mà khi chúng ta đến cái chỗ đó thì tự chúng ta tự quyết định tự giải quyết chứ không phải chỗ của thầy nói cho nên nó không dính dấp gì tới ngôn ngữ thành ngôn ngữ có thể nói ra là do cái đó nó nói ra nhưng mà là không phải là ngôn ngữ ừ. Cũng như mình nói nếu cái tay này đưa lên Đưa xuống là cái tay đưa lên đưa xuống Nhưng không dính dấp gì tới cái tay Cái tay hoàn toàn nó không biết điều đó Cái tay hoàn toàn nó không biết Nó nắm nó mở vậy cả Thầy vẫn nói Thầy biết không biết tất cả trong cơ thể thầy Nhưng mà thầy vẫn nắm mở Thầy làm gì đâu Đâu có ý thức gì đâu Mà ý thức Tức là mình nếu mình sai lầm Thì mình nói cái tay Bây giờ mình cứ nhắc đi Mình nói rồi tôi muốn đưa cái tay tới Thì cái tay tới đưa lui Nhưng mà nó không có cái thức Nó không có cái muốn đó Cái điều đó nó rất lạ Nhất định chúng ta phải tự thấy điều đó ừ. Còn nếu chúng ta chưa thấy Thì hãy nghe, thấy tin thầy nói rằng cái điều đó nó sẽ xảy ra Và chúng ta sẽ xảy ra cái thấy đó Bằng cái chứng nghiệm Hay là cái chứng thật của cái điều đó Gọi là chứng Chứng tức là cùng mình ở trong cái đó Chứ không phải là mình nghĩ về cái đó không phải là mình nói về cái đó. đó cho nên bằng thiền quán cái biết ta hiện hữu đó cái biết ta hiện hữu mấy mấy lần ta tới lần thầy nói là cái ta hiện hữu đó tức bây giờ mình đang hiện hữu nè nếu mình không có nghĩ nếu mình nghĩ thì mình có thể nói là chúng ta biết về cái ta hiện hữu tức là mình đang ngồi đang yên lặng đang trống rỗng đang như thế này và đang có mặt có mặt ở trong con người mình nó rõ ràng như thế như thế đó, đó. Và tất cả xung quanh này Mình cũng giống như một cái đồ vật Và tất cả nó đều yên lặng Đều không có gì Và một lượt vậy mình thấy như thế Nó cùng như thế đó Nó rõ ràng như thế đó Và trong lòng mình thấy không có nghĩ gì cả Và nó và cũng như cái tủ, cái hình, cái bóng Nó cũng không có nghĩ gì cả Cũng y như cái ảnh của ông Mara Hay là cái ảnh của tất cả xung quanh này Họ không nghĩ gì cả Họ chỉ là cái cái hình dáng cảnh thôi Thì chúng ta cũng y như vậy thì nhưng mà chúng ta ở trong cái 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 hiện tại của của cái 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 thức đang là đó thì chúng ta thấy nó có hiện hiện là hiện hiện diện hữu là có cái hiện hữu có một cái gì có và cái gì có nó hiện ra nói như thế ừ. nhưng mà không phải là cái vật vô tri cái chúng ta đang có cái biết cho nên gọi là cái ta ta hiện hữu nó đang như thế đó mình yên lặng mình không giải thích cả rồi từ cái đó đó Nếu chúng ta thấy một cái khởi lên gì đó Tưởng nhớ Về không gian hình lượng Hay là về thời gian chuyển động Hay là nhớ lại Một cái gì đó Tức là cái ký ức chúng ta sanh lên Cái bộ nhớ Cái bộ ghi nhận chúng ta sinh, sinh lên Và chúng ta muốn trở thành một cái gì Và nghĩ một cái gì về Về kế tiếp này Tức là thời gian tương lai và nhớ lại cái thời gian quá khứ cho nên nó thành ra cái ảnh hiện cái gì đó thì gọi là vũ trụ thành hoặc là vũ trụ động của chúng ta. Ừ. Còn từ cái đó mà nếu chúng ta tự nhiên lắng sâu vào một chút xíu và mất mình và cũng cũng ở trong cái rõ ràng đó thì chúng ta sẽ sẽ thấy cái tuyệt đối. Đó. Cho nên nó khi tâm sanh ấy tức Phật sanh bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt đó việc tâm còn phật chuyện không đâu việc phật còn tâm bao giờ hết muốn biết tâm phật tâm việc sanh hãy chờ di lạc sau sẽ quyết xưa không tâm nay không phật không có tâm mà cũng phật nhưng mà không phải là không có đâu cái không có tức là cái ý thức về không có chứ không phải là không có không có xưa không tâm nay không phật phàm thánh trời người như điện Pháp tâm thể không thị cũng không phi Phật tánh chẳng hư cũng cũng chẳng thật Bỗng dưng móng bỗng dưng chặn Tức là bỗng dưng mình sinh lên mình có cảm giác gì đó Và bỗng dưng nó biến mất Và nó trở lại với cái không Cái này sau này trong cái Phật thiền tâm mũi đó Thầy sẽ giảng giải Thầy sẽ thấy Mình sẽ nhờ câu niệm Phật đó mà mình thấy tánh Nó, rất, nó không khó uống như là uống thuốc làm chuốt chuông như này ít nhất ly nước nó cũng phải lên tới đây nó làm giống như thuốc nhưng mà thầy khóc nước thì hớp hai hớp cái lại chân tớ, nó tới đây dần dần lắng xuống và hội nhập với cái biết vũ trụ vũ là thời gian trụ là không gian vũ trụ đó tượng trưng như vậy đó cho nên lần lần nó nhập vào với cái 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 toàn diện đó và do đó trở nên hoàn toàn tự do như bầu trời hay không gian Thế mình nó cái ý thức mình cái biết mình nó trở thành cái biết của vũ trụ thì chắc là mình là không gian và thời gian ừ. cái tính đó nói thì giống như là lý thuyết nhưng mà cái sự thật nó là vậy đó mình cũng không thể khi mình ở trong cái đó thì mình sẽ biết như vậy mình thấy như vậy nhưng mà mình không thể nói mình không tiện nói như vậy bởi vì mình nói là nói với ai nói với người không biết thì họ không thể nhận được và cái người biết rồi thì họ không cần nói đó. thì lúc đó con người đó nó như là con người vũ trụ nó như vậy đấy. người ta đến đây với ý tưởng thu thập được cái biết dù là cái biết tâm linh người ta đến đây như những cá nhân khao khát được một cái gì đó đó là điều thật sự khó khăn người tìm kiếm phải biến mất nghĩa là cái này là khi ông nói chung về tất cả những người đến nghe, những người đến nghe, nghe nghe từ Âu Châu, từ Mỹ, từ các nước nghĩa là trên toàn cầu trên thế giới họ đến nghe ông. Nhưng mà người ta đến đây để tìm kiếm. Nhưng mà luôn luôn họ mang một con người đến, nghĩa là họ mang một cái bản ngã đến, họ mang một cái tôi đến, họ mang một cái gì đến, cho nên một trăm người thì thật sự may mắn được một hai người. Có khi họ gặp ông này và họ cảm giác một cái gì đó thì họ biến mất. Họ không có cái người đó ở đó và họ biết lắng nghe và cái lắng nghe đó nó cũng giống như một sự trống rỗng. Cho nên người tìm kiếm phải biến mất. Người đến đây như những cá nhân khao khát được một cái gì đó cái cá nhân là một cái tính chất riêng tư, một cái đặc tánh gì đó của con người đó. Nhưng mà thật sự không nên có cái cá nhân, không nên có cái đặc tánh riêng vậy cả. Ừ. Và bởi vì cái đó là một cái một cái 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 một cái dấu chấm, một cái mở vòng kép để mà nói lên cái gì có tôi đây. Và tôi đang học đạo, tôi đang lắng nghe tôi thế này, tôi thế kia thì cái điều này mình không không được cái cái chỗ mà gọi là mất mình thì thì mình rất khó mà hiểu bởi vì mình muốn muốn bay lên tiên không mình phải mất cái trọng lượng một vật có thể bay lên thiên không là vật đó rất nhẹ và lần lần cái trọng lượng đó nó mất đi còn giả sử mình tới cái chỗ xứ phật hay là tới chỗ chư thiên thì tự động mình biết bay mình có thần thông cũng giống như mình ra khỏi ngoài không khí ngoài quỹ đạo thì tự nhiên con người cũng mất trọng lượng còn ở trong cái cõi cực lạc thì nó có hàng trăm ngàn lợi hại hơn là cái ngoài không gian nữa bởi vì nước chim cây rừng tất cả nó đều là từ cái cái pháp tánh nó hiện hiện ra cũng như dẫn mình xuống cao liên trì mà mình tắm là mình muốn nước lên tới đâu thì nó lên tới đó muốn xuống tới đâu nó lại xuống tới đó cũng như mình muốn ăn thì nó có ăn, muốn mặc có mặc. Tất cả cái ý mình vừa nãy sanh thì cái pháp nó sanh. Cũng giống như A-la-hán mà họ trở thành ý sanh thân. Họ muốn quá ra bao nhiêu thì nó sanh ra bấy nhiêu. Ừ. Nhưng mà họ vẫn còn một cái cái gì tích tắc ở đó. Còn chư Phật thì không có. Ừ. Chư Phật thì nó rất là lạ. Cái điều đó mình nếu đã tụng kinh quan nghiêm mình để ý thì mình biết biết cái thần lực của một vị Phật nó như thế nào. Người tìm kiếm phải biến mất khi ông biết bốn tánh chân thật của ông thì cái biết ta hiện hữu còn đó. Khi bắt đầu mình biết cái bản tánh và cái chân thật cái đó thì cái biết ta hiện hữu nó còn đó. Nó nằm trong cái chân thật và cái bản tánh đó nhưng cái là vô giới hạn. Ông không thể thụ đáp cái biết trong khi mình hiểu cái vô giới hạn đó thì cái biết đó nó sẽ lần lần nó bốc hơi nó bốc khói nó tan ra âm là cái biết chính mình biết cái gì đó đó không phải là cái biết biết cái này biết cái kia nhưng mà cái biết chính là mình còn cái này cái kia đó là cái ảnh hưởng ảnh mà cái hình bóng nó dọi vào cái gương thôi cái tướng của cái bóng dáng đó nó, nó nó đi vào cái gương còn cái gương thì chính là cái biết. Nãy còn hiểu không? Hiểu cái ý thì nói không. Cái gương đó là cái cái tánh tự tánh biết. Còn cái gì mà nó nó gọi nó dính vào cái gương đó là biết, là cái mà thường thường mình gọi biết, đó. biết là biết một cái gì. Nếu không có gì mình lấy gì mình biết. Nhưng mà tự cái biết đó không có gì hay là có gì nó vẫn nó vẫn cảm thức được nó nó vẫn rõ ràng được nó thì cái đó nó khác cái đó nó thuộc về cái biết của ngộ cái biết của, 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 của cũng như thiền trên thiền hay là ta hiện hữu trong ta hiện hữu thì sẽ đạt được cái chân lý ngay tức khắc cho nên thầy bữa nói là nếu mà vào được cái vô niệm xứ á ở trong 30 giây thôi có người sẽ giấc ngộ mà sẽ giấc ngộ trong 30 giây 30 giây là mình nói cũng có chút thời gian đấy, chứ thực sự nó cũng giống như mình trong cái nhà tối mà mình chạm trúng cái công tắc mà mình bấm cái thì cái nhà nó sáng này nó không có thời gian dù là cái tối này 100 năm hay bao nhiêu năm không biết miếng là điện nó đừng hư hay là sau đó thì mình chạm tới thì nó cái nhà tối bao nhiêu năm nhưng mà mình chạm tới thì nó sáng mà mình phải chạm đúng chỗ thì nó sáng đó cái, cái lý lẽ nó lại về đây cho nên mình biết về cái biết mình thấy được cái đó tức là cũng như mình chạm cái đó thì tự nhiên nó sáng lên và sau đó nó không có sự xác định bởi vì nó chính là cái đó chính là cái đó thì nó lấy gì nó nói tôi là lúc đó nó không có ngôn ngữ cũng như nếu mình biết thật sự cái chuyển động từ đâu thì thật sự cái tay này nó không lên không xuống không qua không lại không gì cả mà trong khi ở ngoài thì thấy nó lên, nó xuống, nó qua, nó lại hay là nó này kia. Nhưng mà mình không bao giờ mình thấy cái đó. Mà bởi vì mình không thấy cái đó là mình đang thấy cái thật. Đang thấy cái 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 điều khiển cái này này. Cái gì mà nó điều khiển cái này. Cái đó kỳ diệu. Mà cái này không phải là trong con người. Mà ở trong tất cả vạn vật. Con chim, con rắn, con gì cũng có. Cái gì cũng có. Cho nên nó là linh tính. Gọi là tất cả chúng nó đều có linh tính, có Phật tính. Tức là cái chỗ đó cái chiều này mình có thể khám phá ra mình có thể tự ai cũng thấy được ấy cả chứ không phải là cái chuyện thầy nói cho nên mỗi người đều có phật tánh tức là cái tánh linh tánh biết tánh giác mà cái tánh đó chứ không phải là có người giác có người linh có người biết bảo vệ cả cho nên mình thấy rất lạ lùng hồi xưa thầy nói tại sao cái tay đưa lên tại sao đưa xuống kia okay. cho nên lúc đó mình mình lúc đó mình mới biết mình tu cái gì cho nên bữa trước hai cái thằng mà nó đến đây nó có thằng nó ngồi nói chuyện thầy nó mới nói là khi nó xếp đồ hay nó làm gì đó cái nó mất cái ý nghĩ đi tự nhiên nó thấy cái tay nó nó nhanh nhặn đó. nó này kia đó thì thầy biết nó cũng biết chú Kích đó thì, thì thầy bữa biểu vĩnh đem máy ra đi quay để lấy cái đó Rồi thầy sao thầy sẽ nói cho nó hiểu giúp cho nó nhưng mà nó nói là tối đó là nói lại nó nghe nó nghe thầy nói chuyện như thế này đó nhưng mà bữa đó tiếc là nó không ở lại nói lại thì thầy sẽ chỉ ra nó bởi vì nó không ở lại đó nó có lý do lúc đầu nó nói là ở lại là nó có nó muốn ở lại nó muốn biết thêm cái điều đó nhưng mà sau đó nó có một chút gì đó phật ý và nó đi về thầy biết rất rõ ràng cái điều đó thầy rất tiếc cho nó cho nên cái tu đó dù cái biết rồi nhưng mà mình sẽ mình biết rằng một cái gì nó xảy ra có thể là cũng giống như mình thì mình thấy một cái ông thầy ông có giáo lý hay ông thuyết pháp nhưng mà nhiều khi mình thấy ông ngồi ông nói ông lắc lư hay là ông hút thuốc hay là ông gãi ông làm cái gì đó mình không đồng ý mình quen rằng mình muốn nghe pháp mình muốn mình muốn lấy cái công nghệ cao đó chứ không phải là mình lấy ông thầy đó cho nên mình không biết rằng mình y pháp mà mình là y nhân Thành mình thấy ông thầy đóng kỳ gục Có khi ông nói ông ngu gục hoặc là sao đó Cái mình nói ông thầy nó không được Nhưng mà những cái câu mà ông thầy ông nói đó mình cần có Bởi vì mình có tức là mình cần cái một cái 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 bản sao Mình cần có một cái 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 chính xác Của, của một cái đó Cũng giống như mình phải có một cái bản đồ thì mình mới bư, bư, bư sao tác ra một cái một cái công nghệ đó ừ. chẳng hạn như mình ăn cắp được một cái cái bản đồ của F35 hay là một cái tàu sân bay hoặc là một cái hỏa tiễn liên lục địa cái gì đó ở trong cái sự phát minh và họ vẽ họ đó. mình sao chép được cái đó cái quan trọng là chỗ đó ừ. Nhưng mà mình là không biết Thường thường học đạo Đạo nó có trong tất cả Nhưng mà mình không biết Mình là bị dính cái tướng đó Cho nên thường thường mình y nhân mà không y pháp Thành mình nguy hiểm Mình biết Ngày xưa thầy cũng vậy đó Thầy gặp cũng được rất nhiều cái vị mà Họ dạy cho thầy Đáng lẽ thì cũng không phải là thầy mất thời gian 50 năm Cho tới khi mà thầy lên núi 30 năm Cho tới khi thầy lên núi nhưng mà ngược lại thầy bị cái bản ngã rồi thầy bị thấy cái chỗ này thấy chỗ kia bao nhiêu vị có một lần thầy đến cái chỗ đó thầy muốn vào thầy nhập thập cái chỗ đó cái thầy đi xa cái thầy thấy ông thầy ông đứng ở trong dòm ông dòm này ông kia ông kia cái tự nhiên thầy lắc đầu thầy bỏ thầy quay ra thầy nói ông thầy này ông lại sao giòm gió như vậy nghĩa là ông muốn coi thứ ai ông đón khách hay gì đó nghĩa là cái tâm của thầy nó tế nhị nhưng mà nó tế nhị một cách cố chấp ngu xuẩn bây giờ ông thầy đó ông biết bao nhiêu điều ông dạy thầy nhưng mà ngược lại thầy bị cái ngỡ mà thầy thấy cái đó tự nhiên thầy chán ấy thầy bỏ đi thầy bị cái đó rất nhiều thầy gặp có thể nói là thầy gặp vô số cái vị mà cao tăng các bậc thầy của thầy thầy nghĩ lại thầy nhiều khi thầy muốn khóc thầy thấy thầy rất là là ngu xuẩn và thầy thầy phải tốn tới mấy chục năm nữa cho nên cuối cùng ở trong cái cô đơn tận cùng của thầy thì thầy thấy lại cái đó thầy thấy là diễn hành qua tất cả cái đó và cái đó nó tự nhiên nó bốc khói nó bay hết và cái còn lại của thầy và nó nó, nó lần 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 nó tan biến đi đó. thì cuối cùng thầy biết là cái gì thật sự đó cho nên gọi là dầm niệm lắng sáng thâm hợp tánh về cởi trói mà tròn chánh giác niềm tục khơi ứng dụng tùy tâm khi mê lắm nổi lúc tỉnh tờ toàn không đó là cái câu của ngài tuệ trung thượng sĩ chứ không phải của thầy thầy nhớ thế dòng niệm lắng tức là tâm tâm niệm mình nó bật hết nó trở thành sáng thông hợp tánh đó. mình chết đi thì mình mới sống lại được cho nên nói là dần dần lắng xuống và hội nhập với cái biết vũ trụ và do đó trở nên hoàn toàn tự do cái tự do này nó không có luật lệ không ai bắt buộc không ai cái gì cả và nó cũng không có cái từ tự do như bầu trời hay không gian người ta đến đây với ý tưởng thu thập được cái biết dù là cái biết tâm linh người ta đến đây như những cá nhân khao khát được một cái gì đó đó là điều thật sự khó khăn người tìm kiếm phải biến mất tức là tất cả ý thức của mình nó phải biến mất. Và cái người hiện tại biến mất là bởi vì cũng như là thầy Tụng Kinh đến lúc nào đó thì tự nhiên mình nghe cái âm vang mình nó thoát ra ngoài mình. Và cái cái cảm tính mình nó sâu xa và tất cả những cái gì của mình nó đâu mất hết nghĩa là cũng như mình nhặt một vào đó. À, vì thế cho nên trong chốc lát thì mình nhìn những cái ông Phật mà đưa ngồi trên bàn trở thành Phật thiệt hết trở thành người mà giống như vậy này mới nói lạ lùng mà mà thực sự nó cũng vằn chói nó cũng đẹp đẽ như là cái 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 tượng Phật vậy đó nhưng mà chắc chắn là không phải là tượng Phật đó là cái trạng thái mà thầy có kinh nghiệm đó nó không nhiều lắm nhưng mà nó có thật mà mình nhìn thế nào mình cũng thấy là cái người cái cái âm Phật nghĩa là mình cố gắng mình nói cái này là cái tượng mình còn biết mình còn biết hồi nãy hay lúc nào đó cái này là cái tượng chứ đâu phải là ông Phật đâu nhưng mà đó là ông Phật, không phải là không phải là cái đó là ông Phật nhưng mà ông Phật thiệt, ông Phật đang ngồi đó. đó, lúc mà thầy tu niệm Phật nó có xảy ra điều đó và lúc bây giờ mình thành kính mình lại xuống, mình lại xuống thì mình thấy dưới đất nó đó. Đó toàn là qua sen cái này kia, nó lạ lắm mình nhắm mắt mình thấy, mình nhắm mắt trong chóc lát có thể mình diễn tả mình kể cả giờ, đó. cái chuyện mà mình thấy nó, nó kỳ diệu lắm chứ không phải mình tưởng tượng đâu, đó, cho nên thầy nghĩa là thầy biết cái đó nó không nhiều chút xíu vậy nhưng mà nó làm cho một cái cái tính chất nó giữ vững cái cái pháp môn đó là có thật. Cho nên cái cái mà tâm muội ở trong kinh niệm Phật tâm muội đó thầy biết là có thật. Bởi vì cái đó nó chỉ là một xíu siêu khởi đầu thôi, còn nếu mình niệm Phật thật sự thì tất cả mình sẽ thấy Phật. Hiện tiền mình sẽ phát Mười phương chư Phật và nếu mình đẩy nhanh tới thì tự nhiên nó sẽ phát một cái lực rất là bí mật tức là từ không nó chuyển có ừ, từ cái 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 vật chất nó sẽ biến thành năng lượng và năng lượng nó sẽ biến thành một cái tính chất vượt qua cái thể khí và tất cả những cái gì đó nó nó thay đổi và nó 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 đi vào trong tất cả những những cái cái sự cản trở của nó đó là một cái mà khi mà con người thật sự nó biến hóa được đó. cũng gọi là nó khi nó phát thần lực thần thông đó Cho nên nó khi ông biết bổn tánh chân thật của ông thì cái biết tai hiện hữu còn đó. Ừ. Nhưng cái biết đó là vô giới hạn. Nghĩa là cái tai hiện hữu không phải là mình có ý thức tai hiện hữu Nhưng mà tự nhiên mình nhắm mắt hay mở mắt mình đương thấy Ở trong thì hơi thở mình không cố gắng điều hòa Ở ngoài thân tâm mình yên ổn và không có trạng thái gì và đồng thời rõ rệt mình và tất cả mọi việc mình rõ rệt mình mở mắt mình thấy như vậy đó nó đang hiện hữu tức là lúc đó nó hiện hữu tức là nó đang có mặt mà mình không có nghĩ gì và lúc đó mình thấy kiểm soát thì mình thấy mình không có gì hết cả đang không có cái nghĩ và không có một cái cái sự biến mất nhưng mà từ cái đó mình có thể biến mất và từ cái đó mình có thể sanh ra tất cả vô lượng cái tâm sở vô lượng cái thế giới gì đó ở của không gian và thời gian nhưng mà ông không thể Thủ Thụ đắc cái biết Bởi vì thụ đắc cái biết là thụ đắc những cái tướng của sự biết Còn cái biết thật thì nó không có tướng Cho nên không thể thụ đắc Ông là Chữ là này người ta viết nghiêng nhưng mà thầy còn quánh thầy thầy khi thầy coi thầy, 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 thầy còn còn còn, còn đóng cái vòng đó nữa nữa để thêm rõ cái chữ là nó đơn độc nó không là gì cả cái biết bởi vì cái biết đó là cái là nhưng mà nếu nói cái biết thì nó linh động quá còn chữ là mình thấy giống như cái đang là như sự vật nó giống như một tính vật vậy đó nhưng mà trong cái là của cái biết đó thì luôn luôn nó là một cái nó không động nhưng mà cũng thật sự nó cũng không bị cái tỉnh và nó rất là thần thông nó rất là, là, là kỳ diệu Âm chính là cái âm đang tìm kiếm ừ. Ở trong cái cái bản tiếng Anh của em Dash Ông cũng nói như vậy đó Ta là cái đang Ta là cái ta đang tìm kiếm Ta tìm kiếm cái ta đang có Tức là tìm kiếm cái lại bây giờ này Cái đang có gì Ừ nên, nên hồi đó thầy mới mới mở ra gì đó thầy có viết những cái câu mình nó cũng lạ lắm bây giờ thì nó nó hơi quen cái 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 mà mình phát minh ra đó âm là chính là âm đang tìm kiếm sự hiện hữu chân thật của âm tồn tại trước khi có sự sinh khởi của bất cứ khái niệm nào đó là cái mà mà mấy con ở đây hay là những người nghe đó nếu mà mình định tâm, mình yên lặng Thì tự nhiên mình thấy liền Và nếu không ấy, thì sau đó mình sẽ thấy được Bởi vì thầy thấy cái này Đúng ra là nó rất dễ thấy chứ không phải khó Nhưng mà không biết tại sao là mình không thấy được Mình không thấy được cho nên mình biết là Cái này hoặc là có hoặc là không Và mình tin vào cái nghe Mình tin vào cái điều ông thầy ông nói Cái này cái gì đó Thì thật sự cái này là nó Nó thuộc về gió mất rồi bởi vì mình phải nhập liền vào cái đó Sự hiện hữu chân thật của âm tồn tại Trước khi có sự sinh khởi của bất cứ khái niệm nào Người lót nữa thầy giảng qua cái Phật tiền tam muội Thì thầy sẽ phân tách cái niệm cái, cái âm thanh của Phật Và cái trước cái âm thanh đó Nó như thế nào Để nó đáp ứng được cái giải mã chỗ này đó Thì trong đó cái thiền Nó cũng đã có trước và chính cái thiền mà nó nhập vào cái bản thể chân thật không có khái niệm đó thì chính cái đó là Phật. Mà Phật đó là Phật thiền. Phật thiền đó chính là cái chân thật của tâm muội. Bởi vì nó không từ đâu sinh ra và nó cũng không bao giờ mất đi. Nó vượt qua tất cả các loại định, bởi vì loại định thì nó mà có lên có xuống, có đến có đi. Và nhưng mà cái đó nó không lên xuống, không đến đi và lúc nào nó cũng như vậy. Bởi vì mình có tu nó cũng vậy mà không tu cũng vậy, chỉ cần mình phát minh ra thôi. Khi mình phát minh ra từ khi mình phát minh, dù có 10 năm, 20 năm, 30 năm mình thấy cũng vậy. Không biết là 100 năm sau như thế nào nhưng mà thầy tin là từ hồi mà thầy biết đến nay nó không thay đổi. Cái điều đó là cái điều rất lạ. Âm là cái biết, âm chính là cái âm đang tìm kiếm. Âm là cái biết tức là cái rõ ràng như thế này nó không phải là cái biết gì nhưng mà cái biết đó là cái là cái là đó mình sanh khởi ra cái đang tìm kiếm nhưng mà nó tìm kiếm lại cái là đó ừ. cũng như bây giờ cái tay thầy đưa lên hay đưa xuống nhưng mà trước khi đưa lên đưa xuống cũng là cái tay và cái tay nó không có cái gì hết cả nếu cái tay này mà nó chưa giấc nó không giấc ngộ thì nó phải nhờ cái cái biết nó nhờ một sự xúi dục bên trong cái ông đưa cái tay ông rờ cái này ông cầm cái này cho tôi này kia ông làm cái gì đó nhưng mà bây giờ cái tay này nó được giấc ngộ rồi cho nên nó không cần nó không cần ai sai bỏ cả nó cũng vẫn tự nó nó không có mắt nhưng mà nó tự tự đó nó biết nó tự đó nó làm à cái tay này nó không dính dấp gì đến cái ta nó không, không dính dấp gì đến cái ông này cả nó không có gì cả mà kiểu nó nằm trong một sự liên hệ liên thuộc của thân thể này kia ừ. nhưng mà sự liên thuộc đó nó cũng vậy cũng như con trùng nó qua quay qua quay nó cũng không biết nó qua quay nó rụt rịch gì hết cả tất cả sự vật nó đều có một cái gì đó nó vượt qua cái 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 chỗ mà khởi cái ý của nó nhưng mà nó không biết nhưng mà nếu nó lâu dần nó trở thành một cái tính chất cũng giống như kinh nghiệm Cái bản năng kinh nghiệm của nó cũng như con thú vậy đó Nó có nhiều cái kinh nghiệm, nó có nhiều cái tính chất của nó Và nó truyền cho nhau những cái sự quen thuộc của kinh nghiệm Chứ nó không có cái khái niệm gì hết cả Mà nó cảm ứng Cũng như một con báu hay là một con sư tử Nó thấy xa xa Một con trâu hay là một con nai gì đó thì nó chạy tới nó chạy chạy nhưng mà chạy đến một cái đoạn nào đó thì nó nằm xuống mà nó đi từ 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 tại sao nó làm như vậy nó đâu có nghĩ gì đâu nó đâu nó phải mình làm như vậy làm như vậy nó không có tính toán đâu nhưng mà cái mình gọi là cái bản năng của nó tức là tự nhiên cái biết của nó cái biết của nó còn tinh vi hơn cái biết của mình nó làm sao rồi rồi tới một chỗ mà nó nằm im rồi nó nhìn nhìn nó thấy đúng cái thời điểm rồi nó rượt gục lên một cái là nó chạy chạy rất nhanh cái đó nó hoàn toàn ở trong nó không phải là suy nghĩ đâu mình tưởng tượng như nó suy nghĩ nhưng mà nó không có suy nghĩ cho nên bản năng nhưng mà giá mà nó biết cái đó là cái thì thật sự có thể là nó còn hơn thầy bây giờ nữa ừ. cũng như đứa trẻ nít đó nếu mà trẻ nít mà nó biết nó biết những cái bản chất của nó thì nó có thể đốt giai đoạn rất nhiều Đúng không? nhưng mà bởi vì cái 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 của nó có nó đồng với cái của người lớn nó đồng với cái của thầy đang có nhưng mà bởi vì nó không biết cái đó cho nên nó lại phải trải qua một cái tính chất cái quá trình của của cái sự dính mắt của cái ồn ào của gì đó rồi sau khi nó hiểu nó hiểu là bắt đầu cái thô động dữ lắm rồi bây giờ nó mới trở lại lần 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 nó chạm vào cái cái hồi nhỏ nó nó như vậy đó, nó 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 đi đường vòng nhưng mà nếu không có vậy thì nó không tin được Nó không biết rằng mình mình có cái đó ừ. Cho nên đọc lại câu này Khi ông biết bổn tánh chân thật của ông Thì cái biết ta hiện hữu còn đó Nhưng cái biết đó là vô giới hạn Ông không thể thụ đắc cái biết Ông là Ông chính là cái là Ông là cái biết Ông chính là cái ông đang tìm kiếm nghĩa là mình biết mình tìm kiếm mình biết mình học hỏi mình biết mình nghe mình biết tất cả nhưng mà thật sự chính cái biết đó là quan trọng chính cái đang là đó chẳng chính cái bây giờ là làm quan trọng sự hiện hữu chân thật của ông tồn tại trước khi có sự sinh khởi của bất cứ khái niệm nào bởi vì khái niệm nó sinh sao rồi sau khái niệm thì hành động mà sau hành động là kết quả gì đó cho nên theo mình lại đi ngược dòng Ừ. Ví dụ như bây giờ mình từ Phật Mình không biết Cái rồi mình sanh ra cái 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 ý nghĩ là tìm kiếm một cái gì đó tìm tìm kiếm Mình không nghĩ là tìm kiếm lại chính mình Mà tìm kiếm cái gì mình đi ra ừ. Cho nên do như vậy mình Mình đi ra có thể là từ Phật Mình bắt đầu mình đóng một cái vai nào đó Có thể là mình đóng vai trời Vai người, vai ma quỷ, vai gì đó Hoặc vai con người gì đó như là quay bồ tát gì đó rồi mình tìm kiếm mình học hỏi mình học hỏi rồi mình thấy thật sự mình cũng nghĩ ra mình cũng bị những cái thói quen nào đó rồi mình nghĩ rồi phải cả, phải mất cái này phải bỏ cái này phải được cái này thì từ từ mình gọi là mình chứng rồi mình có cái nhân quả này kia nhưng mà khi mình có chứng có đáp có được một cái gì đó rồi mình cũng phải bỏ mình có thiền định gì đó rồi mình cũng phải bỏ mình bỏ cuối cùng thì cái sau cùng đó mình trở thì mình trở lại cái ban đầu tức là không có gì nhưng mà cái ban đầu rồi bởi vì mình trải qua cái tất cả những cái xảy ra thì mình thấy điều không phải cũng như đức phật ổng trải qua tất cả những sự khổ hạnh những sự tu hành à. từ hồi ổng tu với các vị tiên trưởng rồi ổng theo ổng học rồi có cái thiền định rồi ổng mới đi học đủ thứ chơi cuối cầu cuối cùng ông đến với với cái vị cuối cùng để học được cái phi trưởng tức là quốc đồ lâm phát thì ông đạt tất cả cái đó nhưng mà ở trong cái cái tánh phật của 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 ông đó, ông không ông cảm thấy cái điều này là nó còn nằm trong một cái nhân quả kỳ diệu sau bốn vạn tám ngàn kiếp đó bốn mươi tám ngàn kiếp đó thì mình cũng phải trở lại với cái nhân quả đó vì thế cho nên cuối cùng ông bỏ luôn ông bỏ tất cả sự tu chứng bây đâu còn tâm gì tu chứng nữa nếu mà cái, cái cái cái, kinh nghiệm của 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 tứ thiền trở lên thì ông đã thần thông đầy đủ rồi nhưng bây giờ ông thần thông để làm gì bay lên trời để làm gì rồi quá này quá kia đủ cách nhưng mà thật sự bởi vì cái đó là từ cái tâm sanh rồi tâm diệt rồi sự biến hóa tất cả nó không phải như vậy cho nên Phật bỏ hết thì khi mà sau sau khi những cơn thiền định tới khi mà thấy cái sông mai vừa vừa mọc thì thì ông giác ngộ thì hỏi thử trong cái thời gian ngắn ngủi đó ông tu cái gì đó, chúng ta sẽ thấy cái điều đó suy nghĩ về cái điều đó cho nên sau này khi mà khi mà phật cũng đắc đạo rồi đó, thì đó không có đâu có dạy tu gì đâu Ông chỉ nói Pháp thôi. Ông đâu có biểu con ngồi xuống, con hít thở, con tập cái này, cái kia, rồi đủ thứ chuyện. Ông có dạy cái gì hết. Cho nên mình coi kỹ cái ý, cái ý của tất cả bộ kinh. Thành mình thấy khi Phật nói Pháp, tự nhiên người ta chứng, nghĩa là đầu tiên Pháp nhãn tịnh rồi tới ví dụ họ vào được cái tâm dự lưu rồi cái tâm nhắc lai rồi cái tâm bất lai rồi tâm a la hán tức là tu đã hoàng tư đà hàm a na hàm a la hán hoặc là sơ địa vào sơ địa rồi về nhị địa rồi tam địa tứ địa rồi cuối cùng đến bất địa rồi đến đẳng giác thì toàn là nghe pháp không cũng như quan tham bồ tát hồi đó là sơ địa khi nghe được chú đại bi thời quá khứ đó thì lên tới bát địa đó. trong cái kinh mật tâm nói như vậy để bữa nào thầy lấy cái bộ đó thầy nó coi đó. đó thành cái tiếng quá nó là do cái nghe cái hiểu và cái sự biến đổi đổi cái bóng tối thành ánh sáng đổi cái vô minh thành minh mà khi minh lên thì thật sự cái chứng nó có rồi các cái địa nó có rồi cái sự thông nó có rồi cái sự minh nó có rồi nhưng mà trước kia nó không thông cho nên nó không minh bởi giờ trong nó bị biết rồi cho nên ngoài nó không sáng không sáng thì bắt đầu phải học phải mò phải mẫn phải làm đủ thứ cuối cùng thì thật sự nó đến lại cái chỗ của nó thôi chứ nó không đi đâu hết cả đó ừ. sự hiện hữu chân thật của ông tồn tại trước khi sự có có sự sinh khởi của bất cứ cái khái niệm nào cái hiện hữu nó có trước nhưng cái bây giờ nó có trước rồi cái khái niệm nó sinh sau cái tưởng nó sinh sau cái tưởng nó sinh nó sanh sau cái mình chưa tưởng cái nghĩ nó sinh sau cái mình chưa nghĩ cái chưa nghĩ mình không biết ngưng ngưng nhưng mà nó còn xanh sao một cái gì gấp tĩnh lặng rất vô cùng cho nên thầy đi đứng nằm ngồi luôn luôn thầy theo dõi cái đó một cách tuyệt đối cũng như thầy tưới cây thầy cũng rất là coi như kỳ diệu lắm lần lần cái thầy không thấy thầy tưới nhưng mà thầy thấy cái tay thầy nó động đậy và thầy nhắn thầy tập nhắn qua nhắn lại cái tia nước bên ngoài nó biến đổi và lúc đó thầy theo cái đó thầy chọn cho cái dòng chú nó chảy tâm đà rani hay gì đó nó chảy nó rưới trên cái cây đó nó thành thầy làm việc nó không có mệt nhọc như một mình thầy dưới thầy đi lên đó thật sự mỗi bước đi thầy coi thứ cái gì nó làm cho cái bước chân nó bước hồi xưa thì tập nhiều lắm tập từ cái niệm phật mỗi bước đều có câu niệm phật rồi sau này nghe tập thiền nghe cái bằng chân bước mặt đất nó động nhau nghe cái tiếng lá rì rào hoặc là chạm vào cái bằng chân rồi biết cho tới chân mặt chân trái rồi biết cho tới cái cái mũi chạm trước hay cái gót chạm trước nghĩa là cái thân biết của mình nó cái thức toàn phần cho nên biết rất rõ đó. Ừ. nhưng bây giờ thầy thầy hòa nhập ở trong cái thiên nhiên từng cái bước đi nó vui vẻ và chậm trái này kia chứ mình lặt đặt mình rượt lên làm gì rượt xuống làm gì mình chạy trước thì mình trước tới ít bước cũng vậy thôi trước 5 phút cũng vậy mình sau 5 phút mình thông thánh đi cho nên thầy lên tới đây Cái hơi thở nó còn điều hòa hơn nữa Mà rượt rồi xe Cường chạy lên đò chở chở đầy Thì thầy thích đi cứ đi đi thong thả Thầy đi đó là thật sự thầy tập Thật sự có khi cũng 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 cần chở chứ không phải không Nếu mình gấp mình mỏi mình đi mau Thì nó cũng mấy thầy đi từng bước nhẹ nhàng Mà thầy thiền luôn đó thành thầy lấy này thầy cũng ngồi thầy chơi nhớ như không à cũng giống như mình quá trình mình thiền hay là mình ngồi nó không có cái sự mỏi mệt và nó cũng không có cái cái tính chất mà cái tâm mình nó khó khăn gì hết cả ừ. mà trong khi đó những cái mà mình háo thắng điều trả đó không phải là thầy sợ nhưng mà thầy thấy có thể là một lúc nào nó xảy ra một cái nguy hiểm chỉ một lần thôi không có tới hai lần bởi vì cái đường trường cái xa lộ kia cả mà cái xe nó còn ngã mà cái người đi xe không phải là người không biết đi đâu Họ giỏi lắm đó. Có nhiều người họ giỏi chứ không phải họ dở Họ không bao giờ ngờ trước một bất cứ một cái rủi ro gì Cho nên thầy cũng nghĩ rằng Nếu cái rủi ro gì mà đến với thầy Nó không bao giờ nó báo trước Và nó vượt qua cả cái kiểm soát của thầy Dù thầy có kiểm soát tế nhị như thế nào Nó vẫn vẫn xảy ra Dù thầy có tu đi nữa Nó cũng không cứu độ được cho nên bằng cách là sau khi mà thầy tám cái xe là thầy mới đi nữa đó. Thầy đi, thầy đi, thầy đi mà với nói đúng thầy đi cái vận tốc nhanh á, ít nhất là cũng 65 đó là là hạ đẳng nhất chứ còn từ 70 cho tới 80. Nhưng mà cái điều mà mà luôn luôn có là cái tâm trạng thầy tỉnh thức rồi từ tỉnh thức thầy hai niệm Phật hay là thầy đưa vào dòng chú. Bữa đó thầy niệm Phật đến mức mà nó nhập tâm luôn. Đến lúc mà nó thầy biết cái giây phút tuyệt đối nó gần mắt mình rồi không nghĩa là gần nó gần biến mất cái là nó làm một cái rầm một cái thầy tán vô cái giải phân cách mà bữa đó là cái con đường đi bữa trước sao nó không thấy cái đó bây giờ thầy đi bên trong này thầy đương đi tới đó mà đường đi một đường thẳng tới nó đúng với cái cái cái, cái giãn cách nó dưới này nó không có tới đó nó tán một cái đó với một vận tốc không thắng nó tán một cái đó thì thật sự đúng là cái xe cũng phải quẹo đi thầy phóng nghĩa là nó gian thầy qua bên kia nó đập cái mặt xuống nhưng mà cuối cùng thầy ra cái cũng còn nguyên không có mà, không có không có cái gì cả cái chuyện rất kỳ lạ trong nhà họ bước ấy ra nhưng mà cuối cùng cái xe vẫn còn nổ thầy ngồi lên thầy ngồi lên thầy coi thầy kỹ thầy thấy thầy còn ngồi được thầy chạy lên cho tới tới chỗ cầu ăn hảo tới tới biên hòa thầy ghé vô chỗ nhà quan đó rồi thầy kêu con phương mấy đứa tay nó xuống nó đưa xe xuống rước thầy rồi thầy để xe đó cho nên thấy không? Nhưng mà có một cái lạ là cái tai nạn nhưng mà nó là không có nó chưa cháy thì dĩ nhiên rồi nó không có gãi chân gãy tay không có bất cứ gì không có sẹo vết gì cả nhưng mà cái xe nó có một chút xước gì đó rất nhỏ thôi chứ cái té đó thầy thấy ít nhất là nó cũng phải bể đàn hoặc cái gì đó với nó toán cái rầm mà đương chạy nó toán nha mình chạy chừng cỡ ba bốn thì cái 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 chỗ mà quán tính cái nó cũng dữ dội mà chạy này thầy đang chạy 65 á nó tóm cái thầy phóng Rồi sao thầy nghĩ là cái rủi ro đó nó có thể xảy ra nhưng mà cái này là do do thầy nhất nhất tâm nhất tâm mình không biết vậy cả tới lúc đó bởi vì trong cái niệm thầy niệm đến mức mà rất là chặt chẽ giữa thâm tâm này kia nó không còn cái gì cả mà thầy cũng cầu nguyện thầy cũng cầu nguyện cũng như là mình đi mọi việc cho nó tốt ý chừng như vậy đó nhưng mà nó lại xảy ra cái điều đó thành mình nói phật không linh mà phật cũng đâu có cản cái đó đâu nhưng mà để cho mình thấy rằng đáng lẽ là mình chết rồi mình còn không chết người ta té trường hợp đó người ta tán cái là chết nó cạ vô cái giải phân cách còn cháy thuốc chứ mình tán cái rầm vô một cái ghê lắm chứ đâu phải đó. cho nên thầy bước kinh nghiệm những cái xảy ra à. so sánh cái cái đó là với con đường của mình là con đường nó thuộc về con đường sanh tử con đường nguy hiểm lắm cho nên hiểu một cái gì đó mà cái đó tồn tại trước khi có sự sinh khởi của khái niệm cho nên mình hãy dò lót nữa là nói về cái quan niệm phật thì thầy thấy cái chỗ dò đó nó rất dễ thôi mình dò và mình thấy cái đó cho nên cái này coi như cái thiền Cái đó là cái tịnh đi Mà thiền tịnh nó đều giống nhau Ở trong cái là mình nhận xét được mình Mà mình nhận xét được đó Sau này mình Mình khỏi có tiên nhai Và mình không có nghi ngờ Bởi vì cái đó chính nó xảy ra trong người mình Làm sao mình nghi ngờ được Mình biết, biết của đó mình thấy Cũng như mình thấy cái này Làm sao mình nghi ngờ được bởi vì người ta nói cái này không phải ngón tay Hay là cái ngón tay gì đó Thì kể người ta Nhưng mà mình thấy rất rõ mình nói là cái này nhưng mà nó cũng chả có cái này bởi vì mình đâu có thấy gì đâu cái thấy của mình đang ở đây còn cái này nó đi qua lại kệ nó nó đâu dính dấp gì đâu cho nên nếu mình thấy ngón tay cũng là một chuyện vô lý không lẽ không có ngón tay mình không thấy sao không lẽ có ngón tay thì con mắt mình ở đâu cho nên mình không thấy cái này thì mình thấy cái này không thấy cái này thì mình thấy cái này thì mình nói mình thấy là một cái sai rồi cũng như mình nói mình nghe là một cái sai rồi tất cả thế gian tất cả nó đi qua nó đi qua đi lại cũng như mình ra mình rà qua cái mặt trống nó rèn rèn nữa mình nói mặt trống nó kêu này kia nó sai rồi tự nó phản ảnh phản ứng cái tính chất của đồng còn đây nó phản ứng cái tính chất của tịnh dù mình nghe hay không nghe thì cái đó nó xảy ra nó đang tương tác và nó xảy ra như thế thôi đâu có dính gì tới cái nghe thấy nhưng mà mình bị nó tôi nghe hay tôi thấy rồi bây giờ mình nói tôi không thấy thì nó ngược lại cái tôi thấy. Mình nói tôi không nghe nó ngược lại tôi nghe. Chính mình nói sai từ ban đầu. Chứ thật sự không nghe, không thấy, không biết, không gì hết cả. Mà cũng không luôn cái không. Tức là mình và sự vật. Nó hoàn hảo. Thì mình mình phải chứng trước hết là mình phải ngộ cái đó, mình thấy cái đó. Cho nên mới nói không động, không tỉnh như như vô thường. Như như chân thường nữa ngộ mê ẩn hiển yên tuồng tối tâm sáng tỏ chẳng thường gần nhau mình phải thấy cái chỗ đó không có ý thức thì liệu có bằng chứng nào về sự tồn tại của bất cứ cái gì đó không có ý thức thì liệu có bằng chứng nào về sự tồn tại của gì bởi vì không có ý thức là cái gì cho nên sự tồn tại hay không tồn tại nó không dính dấp gì cả. Nhưng mà bởi vì mình có ý thức, mình có cái biết. Cho nên mình nói cái này tồn tại, cái kia tồn tại. Vũ trụ này hình thành, vũ trụ kia biến mất. Tất cả thế giới này nó. Cho nên Phật nói cái thời gian nghĩa là thành tựu hoại không. Nó đến cả cả, cả, cả tỷ kiếp. Nó cả 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 triệu cái 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 dòng thiên hà. Cả cả khoảng, trăm ngàn tỷ cái vũ trụ này một lượt nó biến, nó cháy đỏ và và nó, nó thổi đi tan tác núi tu Di nó bằng ngàn lần cái 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 Himalaya bằng trăm triệu lần cái Himalaya mà nó tung lên như chiếc lá và khi nó tung lên đó thì tự nhiên nó tám nó biến mất thay vì nó rớt bụi rớt đá xuống nhưng mà tự nhiên nó trở thành hư không nó biến mất nó biến đến một hộp bụi nhỏ nhất nó cũng tan ra nếu mà khi tất cả hữu vi nó nó còn tồn tại thì nó nó không không có cái thật của của cái 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 ngoại. cho nên nói là bữa trước nói cái trụ thành trụ ngoại khâm của 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 cái các cái pháp sanh diệt ra cho nên không có ý thức thì liệu có bằng chứng nào về sự tồn tại của bất cứ gì ý thức chính là tâm đó. là ý nghĩ là tất cả các hiện tượng cô đi ra ngoài kia đi Ừ, ý thức chính là tâm, ý thức là ý nghĩ là tất cả các hiện tượng, cho nên cái đó là cái đó. Bởi vì cái này đi, nếu mình không có tâm ý hành thức gì thì cái này là cái gì? Nếu nó không có gì thì cái, cái ý thức nó tan biến đi. Cho nên cái này mình cũng không thể nói là cái này là cái này, nó đã là cái này rồi thì mình cần gì nói cái này? nó nếu nó là cái đang là thì mình nói đang là là cái gì mình chỉ dư thừa cái từ thôi đó cho nên nó không là cái gì cả vì thế cho nên mình phải thấy cái kỳ diệu do tâm sanh thì pháp sanh do tâm diệt thì pháp diệt tâm pháp bổn lai vô thủ xã bất khả đắc này. ý thức chính là tâm là ý nghĩ là tất cả hiện tượng là tất cả mọi thị hiện hiểu được điều này là chết đi cái ta là thân xác nếu mình hiểu được cái đó thì cái ta của mình tự nhiên nó nó biến mất rồi chứ không phải là mình bỏ cái ta bỏ ngã bỏ gì cả mình làm sao mình bỏ được mình không thấy nó mình đâu có bỏ được mà ấy mình thấy nó thì tự nhiên nó biến mất mình thấy nó nó không phải là mình nó không dính dáp gì cái mình bởi vì cái mình nó không có Thành do vậy mình không bỏ nó thì nó cũng mất Nó kỳ Cũng như mình hiểu được cái này thì cái tay nó biến mất Nó có không có gì không dính dấp gì đi mình đi cả Nó kỳ vậy đó Cho nên điều đây nếu mà mình lấy cái hiểu Thì mình làm sao hiểu Bởi hiểu là một cái gì là cái kinh nghiệm đi trước Mình mới hiểu cái này Cũng như hỏi cái này là cái gì Thì mình nói là ở đây là cục đá Mà nó là một cục đá đẹp hay gì đó Bởi vì cái cục đá nó là loại này Chứ mình không thể nói cái này là ổ bánh mì được mình nói cục đá bởi vì trước đây mình biết nó là cái dạng đá à, chứ không phải là cái dạng của bánh mì hay là một cái cái bánh ngọt hay gì mình biết cho nên mình hiểu nó là cục đá bởi vì nó có cục đá trong đầu mình rồi mình mới hiểu đó là cục đá nhưng mà thật sự cái cái trong đầu mình nó chưa chắc là cục đá bởi vì cái đó là người ta dạy cho mình người ta nói cái này là cục đá thành mình sau này có một cái giống nhau thì mình nói là cục đá cho nên tất cả cái hiểu, cái học, cái tri thức, cái tiềm thức Nó chỉ tiến quá ở trong cái sạo thôi Nó tiến quá khiến cho con người ngu người thôi Cho nên hai đạp tâm toàn giác đó Tâm tâm toàn giác nói được tất cả những điều đó Cho nên người ta nói là chiến tranh văn hóa độ địa đặt bài đó Mình bài đặt ra thôi Rồi nó sẽ sanh ra một cái sự xấu trọng Chiến tranh văn hóa đặt bài đùng văn minh đến những ngày diệt tiêu phế hưng lịch sử phật phiều kìa châu lăng tích nọ biêu trường thành hỡi nhà bác học xích tăng, ông rằng nếu đến nhân danh những gì ta rằng ta sẽ hận trì hoặc sự ấm nước đường đi lưu hành cái chuyện đó nó còn dài dài nhưng mà thật sự cuối đời rồi Einstein ông cũng ông cũng không thỏa mãn lắm với cái sự phát minh về khoa học bởi vì điều đó nó cũng đưa đi đâu nhưng mà nếu nếu ngược lại ông phát minh về cái tâm phật cái tâm ổng thì có lẽ là ông trở thành một cái cái quả tiện ông bay lên tận cùng của thế giới của vũ trụ rồi cũng như đức phật ông trở thành một cái quả tiện nghĩa là xuyên thấu nghĩa là có cái, cái hành tinh có cái giải thiên hà cho nên tận cùng vũ trụ chỗ nào ông cũng đi đến được hết cả cho nên đức phật nói nhập định phương đông mà xuất định phương tây nhập định ở ở cõi ta bà mà xuất định ở trời đổ xuất nhập định trời đổ xuất mà, mà xuất định qua tú có có phật đâu đó, đó còn tỷ năm ánh sáng đức phật đều làm nữa cả nó lạ lùng cái chuyện đó bởi vì đức phật là thân pháp giới mà cái thân cái thân đó là 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 phật mà cái thân đó là thật sự là sự giác ngộ cho nên tướng với vô tướng nó cũng vậy cho nên thấy phật đồng như là mình thấy thấy cái sự giác ngộ tự nhiên mình giác ngộ cũng như vắng xanh cực lạc thì biết các pháp nó là nó là tâm bởi vì từ tâm mình mà nước nó lên nó xuống từ tâm mình mà nó sinh ra mình muốn ngôi nhà to ngôi nhà nhỏ tất cả mình vừa sanh khởi là nó đã có cũng như chư thiên hồ, họ đi với cùng với tất cả cung điện họ đều mang theo được hết cả dù cung điện nó mênh mông họ vẫn có mang theo được hết cả một cái cung điện một ngôi nhà của họ chắc là nhiều khi nó còn lớn hơn hơn cái tỉnh bà rịa vũng tàu nữa bởi vì người họ rất là to lớn nó lạ lùng như vậy nhưng mà thật sự họ có thể biết chung cho một hạt bụi cũng được nữa cho nên do vậy tất cả cảnh nó là 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 tâm mà tâm là cảnh đến cái 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 mức mà như 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 đó Ý thức chính là tâm là ý, ý nghĩ Tất cả các hiện tượng là tất cả mọi thị hiện hiểu được điều này là chết đi cái ta là thân xác Ta là thân xác cái thân xác có dính dấp gì cái ta đâu Thân xác cho nên thân xác nó cũng không có tội gì Thật sự có khi nó đắc đạo trước mình rồi ừ. Trong khi đang sống cái biết này xảy ra thật hy hữu, nó là cái biết rất khó nắm bắt nhưng chẳng có cố gắng nào là cần thiết. Nếu mình cố gắng thì không bao giờ mình biết nói cả. Cũng như mình nói, mình lắng nghe, mình ráng, mình nhím rồi mình nhắm mắt, mình nghinh tay đó. Thì thật sự mình chỉ nghe được những sự lục cục, những cái thô thôi. Chứ mình không bao giờ mình nghe cái thật vi tế trong trong thân và tâm mình. Cho nên cái cái nghệ thuật mà lắng nghe, nó cũng tinh tế lắm. Cho nên mình lắng nghe có thể mình thấy đạo và có thể mình lắng nghe mình thấy toàn là cái chuyện hơi thở hoặc nó ụt ụt trong bụng hay gì đó. Thôi chứ mình không... Bởi vì trong cái lắng đó nó có cái tạo ra, tạo ra một trạng thái tâm. Cho nên nó không thấy. Nó nó tự biết rồi. Ừ. Cái biết này xảy ra thật hi hữu nó là cái biết rất khó nắm bắt nhưng chẳng có cố gắng nào là cần thiết. Thật vậy chính cố gắng lại lại là chướng ngại Đó là hiểu bằng trực giác Thật sự cái chướng ngại Cái cố gắng cũng là một sự chướng ngại Chứ không phải Nhưng mà nếu bây giờ mình thô quá Mình ồn ào quá Nếu mình không cố gắng Thì thật sự mình cũng không đến được Mình đến được thì mình đến ở một cái trung bình là thôi Rồi mình phải lặng lẽ mất cái cố gắng Mất cái ý nghĩ Mất thân xác đi Và trong khi đó Cái thức mình vẫn biết Mình đang tu tập nó là cái chỗ đó Cái người hỏi này Ông này cũng hỏi một câu Như thế Có cần phải buông bỏ Tất cả giới hành tâm linh Mà ra đắp Ở trình độ thượng thừa Thì như thế Ở trình độ Cơ sở Thì ông vẫn phải Làm bài tập ừ. Cho nên ví dụ như một người thường thừa thì có thể người ta ví dụ như bây giờ mình tu nhưng mình có thể đi ngon một quán nước ở bên đường mình ngồi mình uống nước hoặc nhiều khi cái quán đó có người nhậu nữa và có những chuyện gì lố lan cái người tu đó hay là cái cái người mà học đạo đó họ vẫn ngồi đó uống trà được hoặc là họ uống nước ngọt cái gì được nhưng mà một người á ở một trình độ nào đó thì cũng phải làm bài tập Tức là thật sự mình không không nên Mình nhịn khóc chút Mình đi qua Mình tìm một cái, cái quán cốc Nó im lặng hơn Mình ngồi Bởi vì ngồi chỗ này Có thể mình bị Bị nén tâm Bị loạn tâm Bị cái đó Hoặc là mình ngồi đó Mình thấy mấy cái người ăn nhậu đó Có thể mình gai mắt đó, Mình xanh chuyện Thì mình phải làm bài tập Tức là mình tập kiên nhẫn Mình bỏ qua đi Hoặc là thôi mình uống nước lạnh hay là mình ăn chay cho nó khỏe chứ đừng có ghé vào đó ví dụ vậy thì từ cái đó mình biết mình phải tập chứ còn mình không bắt không thể bắt trước cái ông mà thì chó đó đâu ông đó lỏng thượng thừa rồi <laughs> ở trình độ thượng thừa thì như thế ở trình độ sơ cơ thì ông cần phải làm bài tập nhưng ai có thể nắm bắt điều này bằng trực giác thì chẳng còn quan tâm đến chuyện thế gian nếu mình hiểu được đó thì mình không có nói là mình làm gì hay không làm gì. Cũng như mình biết được cái tánh biết mình rồi thì cái biết gì hay không biết gì thì mình biết rằng nó là những hình ảnh chiếu vào trong mặt phản của một cái tấm kiến mà thôi. Chứ nó không là vậy cả. Mình biết cái điều đó mình cũng cần nói đó là giả hay là thật. Bởi vì mình biết nó vậy thôi. Nhưng mà mình có thể nói lại cho những đứa nhỏ nó nó ừa cái hình này hình kia thì mình có thể nói đó là cái hình bóng đó con. Nó là giả không có thật đâu cũng giống như mình thấy cái mặt trăng đó thì mình thấy mặt trăng ở dưới nước đó nhưng mà một đứa nhỏ nó nói ông ông bắt cho con cái mặt trăng ông lượm cái mặt trăng đó đẹp quá thì mình phải nói mặt trăng này không có thật đâu con đó. cho nên nó, nó giống như là cái, cái chuyện như vậy cũng như cuộc đời này nó vậy đó những ai có thể nắm bắt điều này bằng thực giác thì chẳng còn quan tâm đến chuyện thế gian sau khi mất đi sự bận tâm với thế gian họ sẽ được gì Bất cứ gì mất đi thì họ chỉ mất đi con người tầm thường Nhưng thay vào đó những gì họ nhận được lại xứng đáng cho một vị vua à. Tức là nếu mà một người mất đi cái kiến thức Nhưng mà cái còn lại của họ trí tuệ thì thật sự trí tuệ là vua Còn cái kiến thức này là một anh dân cài mà thôi Anh chỉ có thể cài sau quốc bẩm Anh có thể làm được một cái mùa nhưng mà nó không thể nào mà nó giàu có như ông vua được Người ta ví dụ như vậy Cho nên người trí tuệ là người lúc rất là giàu Người ta giàu bất cứ cái gì Nhưng mà không bao giờ người ta cần cái giàu đó Cho nên người ta không sanh chuyện Người ta cũng không cần thâu tóm gì hết cả Bởi vì người ta biết một lúc nào người ta dùng mình cái Thì tất cả cảnh chư thiên đó là cái chỗ sở hữu của người ta Đó vì thế cho nên do như vậy người ta biết rất rõ cái nhân quả đó thì còn tham cái gì nữa mà chư thiên họ cũng không tham Thật sự không bao giờ họ tham muốn gì cho nên nó chỉ sơ đẳng thôi sơ đẳng gọi là cái uh, cái giới cấm thủ đó tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì ba cái đó là sơ đẳng của tâm dự lưu đó tất cả ai cũng có thể vào đó nếu một lúc nào mấy con mà thật sự con đảm thật sự nói là con thật sự con muốn biết điều đó thầy sẽ chỉ cho con điều đó thầy có hay không không biết nhưng mà thầy có thể chỉ được cho con điều đó nhưng mà điều đó nó cũng phải cần có cái thật chứ không phải là mình thử thách mình háo tháng ghê gớm thì nó không, 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 có được mà và cái khi mình vào đó thì tự nhiên mình biết có điều đó hay không có điều đó chứ không phải là thầy nói có điều đó rồi mình nói mình có điều đó hay mình thấy điều đó nhưng mà mình sẽ thấy cái điều đó trong tặng cái gì sâu kiến nhất của mình mình biết được điều đó và không ai cãi cho mình mà mình cũng không cần cãi bất cứ người nào dù người ta biết không biết thì mình hoàn toàn mình không có một cái niệm trái lại mình không muốn cho người ta biết hay, hay là không, không giấu gì cả bởi vì nó vững dưng nó không cần thiết gì cả đó là một điều lạ nó có thật như thế đó Cứ gì mất đi thì họ chỉ mất đi con người tầm thường Nhưng thay vào đó những gì mà họ nhận được lại xứng đáng cho sự một vị vua Những ai đã hiểu và những ai đã đạt đến một giai đoạn nào đó Thì chẳng còn mong bất cứ điều gì Cái chuyện đó thầy có thể tin được Nhưng, bất cứ, nhưng tất cả sẽ tự đến với họ Không hề có sự mong cầu nào Nhưng cái không được mong cầu lại, lại có đó không mong cầu việc gì nhưng mà cái không mong cầu cái tâm thanh bình cái tâm dưỡng dưng, cái tâm tự tại cái tâm vô vật thì nó có đó bởi vì người đã biết nó có đó rõ ràng cho nên cái kia nó không cần thiết được cho nên mình biết rất rõ hai cái chân mình đang dẫm dư mặt đất và mình đi một cách tự tại mình đi một cách an nhiên mình đi một cách nó cũng không có cái gì mà sẽ sợ hãi mỏi mệt thì cái cây gậy đó có không cũng được cầm chơi không có cầm chơi thì mình dục cũng được bởi vì mình bây giờ ít nhất là mình cũng chỉ mới có 3, 40 tuổi hay là 50 tuổi trở lại. Ừ. Ừ. Còn nếu một người bảy 70 tuổi, tám 80 tuổi mà nếu họ biết cái đó thì thật sự cái gậy có không có cũng được. Đó. Thầy cũng biết về cái đó nữa. Đó. Cho nên những cái không được mong cầu lại có đó, điều này không xảy ra cho một cá nhân. Nếu cá nhân là một đặc tính gì riêng tư một cái tôi là một cái bản ngã và một cái tự thị, một cái tự cao tự đại, một cái cho là cái này cái kia, một cái tính cá nhân đó riêng nó không có xảy ra cho những người đó có cá nhân và những nó cũng không khả, xảy ra cho người tập thể nữa, nó cũng không xảy ra mà nó xảy ra cái gọi là hiện hữu, cái 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 thực sự nó đang đang là như vậy, ừ. nó xảy ra vì sự thể hiện có tính cách vũ trụ, à, tức là giữa thời gian và không gian hoặc cho ai đã trở thành một vư bổn tánh chân thật của chính mình đối với người giác ngộ chỉ có hành vi nhân chứng xảy ra đó nó chỉ là cái hành vi nhân chứng chính là mình là nhân chứng cho chính cái đó chứ chứ thực sự nó không là dễ cả đó. cho nên cái điều này nó chứng tỏ rằng cái 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 tai hiện hữu nó bắt đầu cái biết về sự có mặt một cái gì đó rõ ràng và cái biết đó không nó không chạy loạn lên như là ý nghĩ bởi vì ý nghĩ nó không phải là ta hiện hữu nhưng mà cái biết nó là ta hiện hữu cái thức đó nó là ta hiện hữu Cho nên trong cái biết đó Trong cái biết mà yên lặng tĩnh lặng Một cái mà nó khởi ra cái mình để mình biết đó Chính là cái đó là cái bản thể Là cái Phật Trước khi mình Trước khi có một tiếng động Thì mình có kỹ rồi Đâu có phải mình biết đâu Mà mình cũng đâu có nói mình nghe cái gì đâu Trước khi một con chuột nó rụt rịch trên kia đó thì mình đã có cái đó rồi thì nó rục rịch thì nó rục rịch chừng nào cần thiết mình có để cái bánh cái đồ đó mà mình sẽ nó ăn thì mình nói Ê, chuột chuột đi đi hay là mình đuối nó còn nếu mình không cần thì nó, kệ nó nó ăn kệ nó thì nó vẫn có đó còn cái cái chỗ đó nó trước khi có nghe cũng ừ. như là tất cả mọi cái đằng trước mặt mình nó trước khi cái thấy bây giờ không có tụi con thì có có mấy cái tủ kinh có cái vách, có cái không gian, có gì đó có đó. Tại sao mình không nói mình thấy khi không mình nói thấy cái này cái kia nhưng mà một cái gì xảy ra cái mình nói thấy cái đó. À. Cho nên cái tánh thấy là tánh thấy chứ không phải là nó có một cái tánh thấy. Vì thế cho nên mình nói không nói nó cũng vậy. Cho nên cái thấy nghe hay biết tất cả cái đó nó có. Cho nên trước khi mình đưa lên đưa xuống thì thật sự cái tay nó đã có rồi. Chứ không phải nói, nói cái tay tôi đưa lên tôi gãi hay là cái tay tôi đưa lên tôi nắm. Không có. Mà tôi cũng không có đưa lên, tôi cũng không có đưa xuống. Bởi vì tôi nói đưa lên nhưng mà tôi làm vậy thì làm gì tôi? Tôi nói tôi 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 đưa ngang mà tôi đưa dập tôi làm gì tôi? Đó. Cho nên một tay vé vuông này, tay vé tròn này. Đó, tay, thì cái tay này nó đâu có nói tao vẽ vuông mày vẽ tròn gì tao với mày cùng vẽ nó không cần nói vậy nhưng mà vì nó tao với mày cùng vẽ thì nó cùng vẽ tròn nhưng mà tao tao với mày vẽ vuông mày vẽ mẹ tròn đi tao vẽ vuông đó nó đó. đó. cho nên hai cái tay nó có thể trở thành hai người nó có thể trở thành song thủ hô bắc hai bên nó đánh hai thằng đó mà vỏ của nó cũng khác nhau đó. nó kỳ diệu như vậy cho nên trong người cái gì mà nó sanh ra ra cái đó không phải ý đâu không phải thức đâu nó là phật đó cho nên cái gì mà nó thấy tự nhiên nó thấy chứ đâu nó đâu phải nó tôi thấy đâu nó không cố gắng vậy nó vẫn thấy cho nên nó nó không bây giờ đương nói nhưng một cái gì đó thì cái tai nó vẫn nghe Chỉ trừ nó loạn, nó không định Còn nếu nó yên tĩnh, nó bình thường, nó vẫn nghe Nhưng mà nó không có cái gì cần thiết hết cả Cho nên cái điểm này ở trong cái tâm bất sinh Bữa hổm biểu ấy nó in đó Bữa nào thầy sẽ nói cái bài đó của Mara của, của, của Băng Ki là thiền sư uh, vào năm 630 của Nhật. Ông đã phát minh được cái đó. Ừ. thầy sẽ giảng về cái cái cuốn đó cái nó rất dễ cho nên khi ông giảng tất cả những cái cái người mà kêu rằng những bài già trầu hay là bất cứ cái một cái người gì mà không trí thức đều để nghe đều hiểu đều thấy Phật tánh ừ. cho nên không phải là Phật tánh mà mấy ông thầy mới thấy hay là mấy nhà trí thức mới thấy một người ngu dốt, một người bất cứ cái gì Thì nó đều có Phật tánh Nó đều là Phật Ông không nói triết lý, ông không nói dâm dài Mà ông chỉ cho cái thấy, cái nghe đó Cái điều đó là Phật tánh Mà lúc đó vượt qua tới mấy chục loại thiền của tất cả những cái đại gia đương thờ những cái cái trường thiền vĩ đại đó. nhưng mà khi ông phát minh ra điều đó và cuối cùng cho tới thế kỷ 20 từ Yusuke cho tới tất cả những nhà thiền học lớn Họ đều phải chấp nhận Họ không thể bắt bẻ được đó. Vì thế cho nên thầy sẽ lấy Cuốn đó thầy sẽ nói về cái cái tính chất Xác định được Cho nên Trong kinh thường nói Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Nhưng mà Phật tánh nếu, nếu nói như vậy Mà không ai hiểu thì Đức Phật nói làm chi Đức Phật nói Đức Phật biết là có người hiểu đó. Vì thế cho nên Đức Phật mới nói điều đó Cho nên do như vậy gọi là khi niệm Phật thì mình thành Phật. Bởi vì ai niệm Phật, nếu mình qua cái từ giáo lý này mình biết là cái gì có trước cái cái, cái âm thanh cái câu niệm Phật, tức là Phật niệm Phật. hồi đó cái sư cô ấy gọi là sư cô tánh, lúc đó sư cô có lẽ là cỡ cỡ bốn mươi hay bốn mấy gì đó, có một buổi chiều thầy thấy sư cô không biết ở đâu đến quỳ trước trước sư âm thầy của thầy đó sư ông pháp chủ và xin nó xin sư ông chỉ cho con phải niệm phật thế nào phải tu thế nào thì lúc đó thầy còn nhỏ hơn lúc đó thầy có lẽ là thầy dưới dưới một nửa tuổi của sư cô nghĩa là chưa tới 20 tuổi 20 tuổi gì thầy thầy nghe cái đó thầy nghe sư ông nói con niệm nam mô a di đà phật nam mô -a di đà phật vài tiếng có nghe rõ và con hỏi ai đó ai niệm Phật đó. Ừ. Nếu bây giờ thì thầy thấy sao mà sư âm nói gì mà dễ quá vậy, nói gì hỏi. Nhưng mà lúc đó sao thầy thấy quyền bí ghê lắm. Mà thật sự mình làm sao mình biết ai niệm Phật. Mà sư âm dạy đó là chính tự tay thầy nghe, dạy cô tánh không biết bữa nay còn sau này đặt cái cái thất của sư cô đó là cái 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 thất về kiến tánh cái gì đó. Có lẽ là bây giờ có thể là ở không biết chừng nó trở thành một cái chùa kiến thánh cũng có cái chùa đó phía trên cái chùa Phước Hậu chùa Phước Hậu nó đối trước cái dòng sông hậu ừ, mình phía bên kia là 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 um, chợ Trọng bên kia là trà ôn phía bên này bên này dòng sông bên kia dòng sông qua phía bên kia rồi đi xuống qua bên chợ rồi đi xuống một cái đường là cái chùa của cái chùa gọi là chùa À, chùa Đồng Đế cái chùa đó của thầy Nhật Liên trong cái tự truyện thầy viết rồi tại bên này thầy thầy làm biến làm việc cứ lo niệm phật niệm phật hoài đó rồi thầy bước bỏ cái chùa này thầy bước qua bên đó niệm phật thôi còn xứ cũ lắm niệm phật bị ma dí đó ma đuổi nữa. rồi nửa nửa đêm sáng ngày thì cuốn gói chạy mất đó, thì thì cái chùa đó đó, đó bởi vì bên này cụ làm việc lắm mỗi ngày làm việc có khi là phải đội rơm phải làm ruộng hoặc là ở ngoài hồi đó cũng làm ruộng ở đâu phía ngoài hay là sau đó mà cụ trồng vườn rồi mấy ông nhiều khi mà thật sự cụ không bao giờ biểu ai cả nhưng mà mấy vị bởi vì trong chúng thấy sư cụ đi làm vậy đó sư cụ là lúc đó là pháp chủ thượng thủ toàn quốc rồi đó. cụ đội cái nón lá mặc cái áo rách bây giờ có hình ở trong thầy có một cái hình thiệt ở trong thầy treo ở trong trước trong phòng này đó ừ. cụ lúc đó là là sợ gần 60 tuổi ừ. cụ lò mò cụ ngồi sớ trồng đồ này kia ông bỏ phân rồi ông trồng ông làm vườn mà cái, cái vườn đó là cây vú sữa cây này cây kia có một cái bà tư đó bởi đi bán mỗi bữa bà đi bán bà hai bà bán bà bán để mua bà mua đồ ăn cho chúng rồi có một cái bà già là bà năm rồi có một bà già là bà tư bà lo cho sư cụ ừ. bởi sư cụ sống nó rất là chân thật thầy bữa ông phước điện ưa trốn đi qua chợ đi mua đồ cho đâu có dám thưa cụ cụ ngồi cụ lò mò thấy đi tuốt kia kìa đi nhẹ 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 đi ra đi ra cũng thấy đi vừa đi vừa dòm thấy cụ cúi xuống cụ làm này kia ra ra quay cái gì đó rồi chạy vô chạy vô chạy vô cũng thấy cụ ngồi rồi tới chừng đi ra vừa đi đúng cái lưng cụ quay là ủa sao đi vô rồi đi ra ông nói tiếng quảng nữa vậy đó sao đi vô rồi đi ra trời ơi, mình thấy mình không biết ông dòm lúc nào <laughs> mình nghĩ chắc trước mặt ông có kiếm đó cụ có nhiều cái nó rất lạ nhưng mà lúc đó mình nói mô phật thầy con muốn đi ra qua bên chợ chút đó, không nói gì cả mình cứ trốn đi mà lúc đó mình xe di mình làm tiểu trốn đi cho nên khi mà sư cô tánh nó cô học thì thầy nghe chính thầy nghe nó cũng nói con niệm nam mô di đà phật nam mô di đà phật rồi con hỏi ai niệm phật đó ai niệm phật đó tức là cũng muốn chỉ ra cái cái người niệm phật và trước khi cái niệm phật đó là cái gì ừ. Kim Thành coi thử cái cái ai lấy cái điện thoại đó đem ra đây mở cho anh ta nghe trong thầy phải không ừ. Kim Thành ưa là nghe nghe pháp kiểu đó ừ. bởi vì hiện tại thầy có người gần đây mà có người ở rất xa đó niệm có khi tối tối rồi có những người ở bên úc ở bên canada bên mỹ rồi đủ thứ đứt rượu niệm mà họ 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 điện như đó có khi nửa khuya có khi họ cũng không canh giờ họ gọi thầy mà có khi họ gọi có những việc rất cần thiết cho nên cái vấn đề là trong cái niệm phật đó cái âm thanh thầy ấy thì thầy không cũng không 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 nhất thiết là là thầy thực tập cái đó nhưng mà thầy muốn khởi đầu trước khi mình niệm phật đó thì mình khởi niệm như thế nào mình thấy mình khởi như thế nào ví dụ đầu tiên là mình nghĩ đi mình nghĩ cái nam mô ai gì là Phật gì đó, mình, mình có cái ý nghĩ, mình nghĩ, mình nghĩ trong đầu óc, mình nghĩ nhưng mà mình thấy mình nghĩ, ví dụ bây giờ mình nghĩ chữ nam, mình nói chữ nam thì mình thấy chữ nam, mô, mình phải làm cho cái chữ nó nổi lên trong đầu mình, nếu mình chưa có điều đó, bây giờ ví dụ với thầy thì nó, nó rất là dễ, dễ dàng, nhưng mà với các tụi con hay là những người khác thì có người mới thực tập có khi cũng không thể làm thi liền theo thầy được nhưng mà mình thấy cái, cái nghĩ nam mô di đà phật nam mô a di đà phật mỗi cái nó đều có khoảng cách mình niệm chậm thì mình thấy có khoảng cách rồi mình không niệm đó thì tự nhiên mình thấy rồi mình tự nhiên mình khởi ý nghĩ bây giờ thầy không khởi ý nghĩ nhưng mà có thể theo có thể khởi trong bụng hay thầy khởi đâu đó trong tâm mà thầy nói khởi chứ thì mình không biết khởi là cái gì nhưng mà tự nhiên mình sẽ cũng như mình nói mình sẽ nghĩ mình sẽ tạo ra ý nghĩ thì mình cái ý nghĩ nó xảy ra ví dụ mình nghĩ về một người nào đó thì mình ví dụ vừa hướng tới ở dưới kia hay là ở trên kia cái người đó này kia thì mình mình nhanh lắm mình vừa nghĩ thì nó có những người đó thì mình thấy cái ý nghĩ nhưng mà đầu tiên là mình thấy ý nghĩ thôi chứ mình chưa thấy cái chỗ sanh ra ý nghĩ mà sau cái ý nghĩ thì mình chưa có thấy cái khoảng trống đó rõ ràng nhưng mà chẳng bao lâu rất nhanh mình sẽ thấy rằng trong cái ý nghĩ đó là do một cái gì nó tự sanh ra ý nghĩ đó nó sanh ra cái niệm đó nó sanh ra ông phật đó nó sanh ra A di đà đó chính là từ cái không nó sanh ra không ví dụ a là không nó sanh ra cái vô hạn cái sanh ra cái trùm chứa của tất cả sự vật tức là từ di đà vô lượng, à. cho nên từ cái a đó a di đà đó thì mình thấy trước cái cái a di đà cái nam mô di đà đó, tức là cái từ nam mô quay về hay là một cái gì nó hướng trở lại, thật sự cái đó không cần dùng lời nhưng mà cái tâm của mình nó nó có chữ nam mô rồi a di đà, tức là với lòng thành kính với này kia. Nhưng mà cái chỗ mà đối diện với cái cái thiền Phật này á Tức là mình thấy cái không nó ở trước Không có gì cả Nhưng mà tự nhiên cái không nó sanh ra một cái ý nghĩ Ý nghĩ đó là A-di-đà Phật Thì A-di-đà Phật đó nó từ Phật mà sanh ra Từ cái không tính mà nó sinh ra Phật từ tâm không quá ra Tu hành thờ Phật là thờ tâm không Tâm không vô ngã đại đồng cho nên cái chính cái từ tâm không đó mà nó sinh ra cái thức nghĩ. Cái thức nghĩ đó nó có một cái quy định của âm thanh là a di đà Phật. Nhưng mà nếu không có, không niệm coi với đà Phật thì cái ý nghĩ đó nó không thấy được, nó không tự chủ được. Bởi vì ý nghĩ hàng ngày mình lúc nào mình cũng có ý nghĩ, lúc nào mình cũng có vọng tưởng đi qua đi lại mà ít khi mình thấy lắm. Mặt mai mình thấy thoáng qua rồi Chứ không phải là mình thấy từng điểm một xanh lên Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đang chạy Đang xe vù vù đó, Thầy đang chạy một ý nghĩ sinh ra thầy cũng thấy Đó là thầy nói cái tính chất mà thực tập của thầy Hồi trước à Còn bây giờ thì nó còn dễ hơn nó Trước khi nó nghĩ nó cũng biết nữa Chứ không phải là nó biết nó sắp sanh ra ý nghĩ gì nữa Bởi vì cái ý nghĩ nó nó ở chìm trong sâu cũng như mình đứng trên một cái bờ sông yên tĩnh Mình thấy cái dòng nước nó tĩnh lặng như đó Một con cá nó chạy qua mình thấy Nó chạy lại mình thấy Hoặc một cái gì mình thấy Rồi nhiều khi mình nhìn dưới Mình thấy cái mơ hồ của của trước khi con cá Có một cái bóng một cái gì đó mình vẫn thấy Và mình biết đó con cá nó sắp nổi lên Ở dưới đó Thì cái biết này là cái biết thật Chứ mình không nói tôi biết cái đó cái biết này là cái biết thật mình thấy những cái điều đó và mình khởi ra a di đà phật đó cho nên gọi là phật thiền Mấy không thấy không cái điều mà thầy làm được đó không phải là thầy làm được mà tất cả các con làm được bởi vì sao tự mấy con cũng đều có cái thức đó nhưng bởi vì mình làm hay không làm thôi mình đừng có nói mình khó làm sao thầy nói vậy tụi sao con biết được này kia mình tự mình tạo ra mình sáng tạo ra ừ. cũng mình sáng tạo cũng như nhiều khi hồi xưa thầy đạp nhiều cái 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 nhiều cái tư thế của dịch cân kinh hay là yoga này kia nhưng mà thầy quay nháy có khi thầy mỏi mặt mày thầy uống sau đó để thầy để thầy qua cái cái chỗ mỏi của đau lưng hay gì đó thì thầy thấy nó gần đúng với cái đó bởi vì tự nhiên mình biết mình vận dụng như thế thì tự nhiên nó là khỏe Tức là mình vận dụng cái đó là cái đường kinh của mình Ở trong cái kinh nguyệt đồ của mình nó sẽ chạy theo kiểu đó Cũng như mình uống qua bên giờ, mình uống qua vậy mình cúi xuống vậy Thì tức là nó, nó thông thường đó Tự nhiên Cho nên mình thấy con chó đó thôi Tự nhiên nó đứng nó nhún, nó nhún lui Nó tự nhiên nó Đâu có ai dạy nó tập như thế đâu Nó vẫn biết tập vì thế cho nên do như vậy Con người á, nếu mà mình ở trong một cái mà cái tánh rỗng răng không có gì tự nhiên mình phải biết làm gì ngay cái bệnh của mình mình cũng biết cách chữa nó làm sao chứ thật sự cũng không phải tới người khác bởi vì mình biết mình là ấy mình biết đau chỗ nào mình biết vì sao đó là nếu nếu mình muốn chữa còn mình không muốn chữa thì mình chả cần nó mình chỉ nghe cảm giác thôi mình chỉ nghe cái cái cảm xúc và mình đắc đạo nó hay hơn hay không? nếu mình đắc đạo trước rồi mình chữa sau mình chết sau cũng được. còn có khi mình chữa trước hay là mình mạnh trước mà mình không đắc đạo mình không hiểu biết ấy, thì cái điều đó nó hơi tiếc. bởi vì nó xảy ra cái cái xúc giác đó để cho mình có cảm giác. nếu không có xúc mình rất khó có cảm giác. bởi vì không có xúc thì nó không có cảm. mình cảm giác vào hư vô rất khó, mà mình cảm giác vào cái xúc đương thời nó rất dễ. Cũng như mình bắt tay một người nào đó Mình chạm cái tay đó Thì mình biết cái tay đó ấm lạnh Hoặc là cái tay đó nó Nó gian ác hay là nó nó thật thà Mình cảm thấy mình biết điều đó Cũng như mình nhìn một người nào đó Mình biết người đó đó Cho nên do như vậy có người của mình đó, nó có cái trực giác Nó có cái biết đó Chứ không phải là không có Nhưng mà mình phải hoàn toàn mình trống rẫm Chứ nếu mình có cái tính chất nó đi trước cái niệm Thì mình sẽ biết sai nhưng mà cái biết đó nó không cần thiết bằng cái biết mà nó thấy chính nó mà nó thấy chính nó nó không cần thiết rồi nó thấy cái sự sinh lên mà nó thấy cái sự sinh lên cũng chưa cần thiết nó cùng cái đó sinh lên nó rất kỳ diệu cho nên vì cái biết đó cho nên do như vậy nó nếu nó khởi lên nam mô a di đà phật thì cái đó nó bằng với tính không cho nên tướng nó bằng với vô tướng À, cho nên sát đó nó bằng với không Không tức sát, sát tới không Chính là cái khoảnh khắc đó Mình thấy được Mình thấy cái đó rồi mình đem ra cái sự hiện tượng của không gian thường này Mình áp dụng nó vẫn chính xác như thường đó. Cho nên mình thấy Phật đó là Phật tính Là cái nguyên lý của tính không Là a di đà và nếu mình không khởi ra A di đà đó thì mình trong khi mình còn chưa hoàn hảo mình phải có cũng giống như bây giờ thầy yếu thầy đi chân thì cũng được rồi đó nhưng mà thầy phải ý thức rõ rõ ràng và cái ý thức đó nó đưa đi đến một cái năng lượng để giữ cho cơ thể vững vàng còn nếu không thì thầy cũng nên cầm một cái gậy và thầy cũng nên diện một người nào đó để mà đi đó. thì điều đó nó không phải là xấu hổ chi đó. cho nên mình khởi lên mình niệm phật từ mình khởi lên thôi thì trước khi mình khởi đó thì mình cũng là ai di a rồi tức là cái không rồi không tính rồi và mình trở lại di đà là vô lượng là một cái 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 cái, cái thực thể đó. cho nên ai di đà phật đó. thì mình mình vì vì cái gì đó là do mình khởi lên dù cái tướng đó là do mình khởi lên chứ nó không phải là như cái tướng phàm tục cái tướng là từ ở trong tâm thức của mình không phải tự nhiên mà nó sanh sẽ tự nhiên nó sanh không biết rồi mình biết đó mình cho là vọng tưởng ừ. mà mà nếu mình khởi lên hay là mình cái khóc thì mình cho là niệm nhưng bây giờ tự mình khởi lên tự mình khởi lên mình biết mình đo mình đoan chữ a đó, rồi vi, rồi đà mình khởi lên chậm 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 chậm, chậm. mỗi cái khởi nó đều có cái sự theo dõi của cái điểm đậm điểm dừng ở trong đó thì mình thử mà làm sao mình không biết cũng như giống như bây giờ mình nói không nói nhưng mà ví dụ như mình đưa lên đưa xuống này kia đó thì mình biết mình biết cái biết của mình nó không có đếm mà nó không có nói nó không nói cho nên nhưng mà đồng thời nó biết lên xuống lại vô mà nó không có trong tầm nó không có quy định của âm thanh cho nên bây giờ mình làm sao nó cũng nó cũng biết hết cả nhưng mà nó không cần nói vậy cả nó không cần biết vòng trái vòng phải phải cả nhưng mà nó biết tất cả cho nên cái này là một cái kỳ diệu nhất Cái này cho nên trong cái đậm nó thấy tỉnh rất rõ Mà trong đời cái đậm nó thấy tánh rất rõ Trong cái đậm nó thấy Phật rất rõ Chính cái chỗ vô hình, vô tướng Cái chỗ không khởi, không diệt, không sanh diệt Lúc nào nó cũng có Ví dụ nó lên, nó xuống Thì cái đó nó đâu phải là sanh diệt đâu Nhưng mà nếu mình thấy cái tướng Thì mình nói là lên xuống là tự, tự mình suy nghĩ Từ ban đầu á Người ta đã dạy cho mình như vậy người ta dạy mình nắm này mở này hay là quỳ này hay là chĩa này hay là chặt này hay là bấu này lật này mình người ta dạy cho mình cái tay này nó chuyển động như thế nào đó nó rất là nhanh đó. người ta dạy cho mình như vậy nhưng mà thật sự người ta không dạy mình cũng có thể làm vậy được đó. và bây giờ mình làm như vậy nhưng mà mình quen cái 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 lời dạy đi mình quen cái ý nghĩ mình quen cái thời gian đi mình cũng không thấy về cái không gian hình lượng đi thì tức là cái thấy mình cũng biến mất nhưng mà trong cái biết nó còn tồn tại bây giờ dù không có biết mình cũng vẫn có thể làm bất cứ cái tay mình có thể quay bất cứ đi cái đường hướng nào nó mình có thể mình quay bất cứ đường hướng nào đó. mình có thể làm tất cả nó. vì thế cho nên do như vậy tâm tất cả cái động của mình nó rất kỳ diệu ừ. cho nên nó khi thấy biết nói năng ngay thẳng thấy biết điều há chẳng phải tâm ngay tâm thấy biết không lầm giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng vì cái chỗ thấy biết đó thì thánh phàm nó khác nhau vì thấy biết thánh nhân nói đó ngay cảnh kia nào có thị phi tánh chân ta đã ngộ thì không đạo không lý thị phi thối thường tâm địa tánh chân giấu kiến hoài không đầu không cuối mấy ai hay ứng duyên quá phật tùy thời hiện phương tiện kêu tên trí huệ này nó gọi là trí tuệ Chứ không thể nói Cái đó là tâm hay là tánh gì Bởi vì cứ biết đó, nó là tuệ giác đó. Cho nên do như vậy Phương tiện thiếu tên trí tuệ này Cho nên tất cả cái phương tiện đó Là từ tuệ giác nó sanh Vì thế cho nên mình nhận lại tính mình Nhận được tính rồi thì tâm tự buông Lúc mình nói không nói gì Cũng kệ nó Chẳng nói năng chi nào phải cuồng Lúc đó liễu ngộ tức đồng như chưa liễu biết rồi cũng như không biết vậy mình đâu có gì biết đâu không có tướng biết cho nên nó liễu ngộ tất đồng như chưa liễu chứng đật rồi dấu vết chi mua. nó giống như chim bay thực sự mình không biết cái biết nó từ đâu mọi việc nó từ thanh tịnh trống rỗng mọi việc nó thì con người làm sao mà mình mình còn sợ cái sống chết nữa sống chết là cái gì mình nghĩ ra thôi mình nếu mình thấy cái đó thì hoàn toàn không có sống chết bởi vì trong cái chỗ mà mình thấy biết đó Cái chỗ đó là cái tánh, cái tự tính Mình không có sinh, không có diệt, không có sống, không có chết Và cái đó lần lần mình ăn trú, ăn trú Và nó lớn dần, lớn dần Để nỗi mà không thể nghĩ ra Không còn tồn tại Trong thế giới này, trong cuộc đời này hiện tại Một lượt mà mình giải quyết được toàn bộ Cho nên mình nói, hồi đó mình nói Nếu mà người mà giác ngộ thấy tánh Thì giải quyết hết được một việc Mình nói tại sao một lúc mà có thể giải quyết hết Nó rất vô lý bởi vì lúc đó nó không có tâm thức hành ý gì cái lấy cái gì mà giải quyết. Cho nên đã không tâm ý không thọ hành mà xô dẹp hết các ngoại đạo. Đó là chỗ Đức Phật dùng đó. Đức Phật đâu có tâm ý hành thức gì đâu. Đã không tâm ý thọ hành mà xô dẹp các ngoại đạo. Rồi Đức Phật chuyển ở chỗ nào? Ba lần thượng, trung hạ. Nghĩa là thiện ban đầu, thiện giữa, thiện sau, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên pháp bảy lâu nay thành thường thanh tịnh rồi trời người đắc hiểu cái chỗ đó trời người đắc đạo gọi là chứng vì thế tâm bảo hiện ra đời dùng pháp màu này độ chúng sanh thọ rồi không lui thường ván lạng khỏi già bệnh chết đắng y vương lại ngôi pháp bảo đức không lường đó, đó trong kinh duy ma cật trong kinh nghĩa là nó vậy đó cho nên chúng ta thấy rằng tất cả các pháp nó kỳ diệu mà hiện tiền cho nên dù mình nghe một lần không được Mình nghe hai lần Dù mình nghe ba lần Dù cho mình nghe một trăm lần Cho như một trăm ngày Ba tháng hay một năm đi Thật sự cái khi mà mình hiểu rồi Bằng mình tu một ngàn kiếp Hay là một tỷ kiếp Bởi vì sao mình đã trải qua A tăng kỳ kiếp rồi Mình đâu biết cái đó đâu Nếu mình biết thì bây giờ mình không có ngồi đây ừ. Có thể là mình trải qua A tăng kỳ đó Vô lượng nó giống như một con số 1 với 40 số 0. Cái sự kiếp số nó như vậy. Cái số của Ấn Độ như vậy đó. A à, tăng kỳ, à, số vô lượng, vô biên, hàng hà xa rồi đó. Nhưng mà mình chưa bao lần mình biết cái đó. Mình biết đủ thứ, biết chư thiên, biết phạm thiên, biết ma vương, biết kiếp người, biết tất cả thế giới vũ trụ này. Cho đến mình từng ở có vì sao xa xăm, hay là mình ở ở những giải thiên hà ngay là cách cả ngàn năm ánh sáng. Nhưng mà chắc chắn là mình không biết cái này. Cho nên mình thử hỏi thôi Mình thử hỏi tất cả Dù là nhà khoa học Dù là một triết gia Dù là một bất kỳ người thượng lưu nhất Bởi vì sao Bởi vì cái này nó không có chỗ để biết Làm sao mà biết được Nó chỉ tự mình ngộ ra thôi, phát minh thôi Chứ nó không không ai dạy cho mình được hết cả Bây giờ dù thầy có nói Tụi con cũng không thể biết được Nhưng mà tụi con lại phát minh được Vậy sao Bởi trong cái thầy có là tụi con đã có rồi Có nhiều khi tụi con đã có trước khi thầy có vì thế cho tụi con phải phát minh điều đó Nhưng mà thầy nói này cũng như là thầy nói rằng Thầy có thể vượt qua nhảy qua cái 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 mương đó được cái mương đó hai thước thầy có thể nhảy qua đó được thì thầy nhảy thứ thầy chảy được thì tụi con tự nhiên cũng nhảy được bởi vì trong khả năng của một con người với cái đôi chân nghĩa là cái bước đi từ cái là năm mươi cm năm mươi phần cho đến là một thước có thể bước qua được ai cũng có thể có cái đó vì thế cho nên nó không khó được cho nên ví dụ loài vật nó cũng ít có ngôn ngữ nhưng mà con này làm này con khác nó làm nó cảm nhau cũng như con khỉ con con khỉ mẹ nó nhảy được ở trên cái cành cây đó thì con khỉ con tự nhiên nó cũng nhảy thì cho nên mình coi ở trong thiên nhiên quan giả mình thấy âm thầm nó nó không phải nó cố truyền cho nhau nhưng mà nó có một cái gì đó bỏ nhau bằng không có ngôn ngữ thầy thấy nhiều chuyện nó rất lạ một con bò hay là một con nai gì nó mới đẻ ra chưa được mấy phút nó liếm 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 rồi đi mới đi vẫn 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 một hồi chưa được thầy thấy chưa được mấy phút rồi rồi một con bó một sự chỉ rượt rồi con mẹ lật lật chạy con nai con, con 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 nó cũng chạy nó chạy như 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 là con mẹ vậy đó mà ai dạy nó đâu mà nó chạy ghê lắm chứ không phải nó chạy thiệt thầy coi cái đó hàng trăm lần bữa nào thầy cũng coi thiên nhiên quan giả chơi Thầy thấy nó vậy thấy nó tỉnh nha cho nên bữa thầy thầy thấy là trong đó nó có phật tánh con sư tử một con sáu con sáu nó hóa miệng á con sư tử nó giục nó khèo nó nó chập hai con chập nhau cho nên trong đó mình cảm thấy mình dường như mình thấy nó có cái ý nhưng mà thật sự nó cái tính chất như con sáu nó há miệng hay không há miệng hay này kia đó mình thấy cái tính chất của nó nó còn mê lưu dữ lắm, nhưng mà đồng thời nó vẫn có cái đó điều khiển. Hoặc là nó có một cái phần, cái số kinh nghiệm của nó, cho nên tất cả vạn vật, tất cả chúng sanh đều có cái linh tính, đều có tính linh, đều có tính linh đậm, đều có trực giác trong đó. Nó cái tính linh đậm, tức là tự nhiên nó biến quá thôi. Nhưng mà khi nó phát minh ra cái đó thì cái đó nhanh nhất, cái đó nhanh nhất. Cho Nên cái 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 vấn đề khi mình phát minh ra niệm Phật thì thật sự mình là Phật. bởi Vậy vì Phật này là tánh tự tự có. Tánh tự giác Phật là giác, tức là cái chỗ bản giác đó. vì thế cho nên nếu không có niệm Phật thì niệm gì? Mình không niệm Phật thì mình cũng niệm ma, mình niệm quỷ, mình niệm người, mình niệm trời, niệm đủ thứ. Niệm ăn, niệm uống, niệm ngủ, niệm đi tiêu đi tiểu, đủ thứ chuyện thì mình niệm Phật. Cho nên nó tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên thị. Cái tâm mình nó nhiều niệm nhiều việc lắm. Cái chỗ nào nặng thì nó chút xuống. Bây giờ mình giữ cái âm thanh của niệm Phật. Để mình tập quy định về cái đó. Bởi vì mình rất nhiều cái sự loạn cuồng. Mình rất nhiều cái sự bất định không an. Cho nên mình phải giữ một cái. Cũng như bây giờ thầy. Thầy muốn kêu rằng phòng hộ thầy phải giữ một cái nắm tay Chắc là chắc chắn một nắm tay thôi một nắm tay và một cú đấm thôi nếu mà có một người nào bất hở này thầy sẽ đấm một cái ví dụ vậy đó mình phải có một cái sự phòng thân mình có cái niệm trong khi mình có thể chạy trốn được mình có thể từ bi được này, nhưng mà có lúc mình phải cần một nắm đấm ví dụ vậy đó thì nghĩa là mình có một cái chủ trương gì đó tự mình sanh thôi còn mình là mình hành động hay không hành động là không cho nên mình biết mình biết mình có một cái gì đó cho nên mình khi mình nắm cái tay này lại thì cái tay nó nó sẽ chắc chắn nó rõ ràng như thế đó rồi trong khi đó mình mình tự nhiên mình không phải mình bởi vì mình nói trước hay là mình không trước chứ không phải là mình thả nắm tay này trước bây giờ mình nó nắm lại mình có thể thả ra mình nó thả ra mình có thể nắm lại thế đó mình đâu có nó đâu có nghe lời mình mà mình đâu có biểu nó được đó. Mình biết nắm thì nó chỉ Mình biết chỉ thì nó chạc Nó chạc thì nó bấu Bấu thì nó, nó đủ thứ cả Cho nên mình không thể nói Mà mình có thể nói ngược với nó Cho nên cái thức của mình với cái này nó khác nhau Cái này nó là tánh, nó là thật Nó tự động nó Nó cái cấp trên của nó điều khiển nó Còn mình là cái cấp giữa, cấp trung thôi Còn cấp dưới thì nó không biết gì cả Vì thế cho nên nếu mình kinh nghiệm về cái này Mình nhanh như là mình vào cái thiền cái cái tâm muội cũng giống như là vô niệm xứ vậy đó nó không có nhưng mà mình phải thấy nó mình phải biết nó đó, nó 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 mới thực hiện được cho nên mình niệm nam mô di đà phật rồi mình phải soi rọi. mình thấy trước khi niệm nó là mình không có niệm mình khởi ra niệm nhưng mà nếu mình khởi ra ý nghĩ thì nó lâu hơn chứ mình khởi ra ý nghĩ rồi mình coi trước khi ý nghĩ là gì đó thì nó được uhm. Cho nên nó biết giác này thoát trần ly khổ Trời vô biên cõi đó thiên thang là Vậy nên mình biết cái này là mình thoát khổ Mình thoát khổ một cách rõ ràng Bây giờ chứ không cần mai sau đâu Mình sẽ giải thoát liền Cho nên điều đó mà mình không biết Thì mình muốn biết cái gì nữa Cho nên do vậy mình hãy niệm Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Và mình mình thấy được cái trước khi khởi mình khi mình thấy quen rồi thì cái niệm của mình nó cũng không có khởi không có diệt cũng như mình biết cái điều khiển quen rồi thì cái tay mình nhở hay mình đóng hay là này kia nó cũng rất dễ dàng và lúc đó cái tay mình rất nhanh rất mạnh rất khỏe nó không cần luyện tập nó không cần gì mà mình đánh cái bàn này gã liền đó là cái thầy hay chơi thực hiện thầy nói thật sự vậy đó cho nên khí tâm tức là khí là tâm gọi là tâm khí bất nhị Đó. chứ còn mà mình mình gồng mình tướng này kia là cái lực cái lực thật nhưng một ông già như thầy thì làm gì mà có lực làm gì mà có khí nữa đâu nó chỉ có 15% để còn còn tồn tại dưới chứ còn 75 hay 85 gì nó đã tiêu đâu mất hết chân rồi nhưng mà chính được cái không này nó mới rất dễ sinh cái có nó nhanh lắm Chứ nếu cần thì đánh một cái cái thì Không có cần gì Cái mắt vẫn ngó tay vẫn nghe vẫn ở trong cái kia Cái tay này nó không dính dấp gì Cái thân điều khiển nhưng mà thầy vỗ một cái là Là cái bằng này gãi liền Nhất định như vậy đó Thì bởi cái khí tâm nó sinh ra khí Khí nó sinh ra lực Cũng như điều thầy muốn nói này Khi thầy nói nó là cái nói Chứ nó không phải là nghĩ mà nói Vì thế cho nên nó không bao giờ tạo ra thời gian gì cả cho nên này nói câu trước câu sau thầy cũng không biết nói nói gì Và thật sự bởi vì nó không có ôn lại làm gì Và nó nói câu nào nó cũng là chính nó Nó cũng là cái chân lý đó Cho nên nó không có cái tạo ra một cái không gian riêng Vì thế cho nên nó không bị dồn nán trong một thời gian riêng Vì thế cho nên khi thầy nói đó nó nó là tẩm bổ cho sát thân nó sẽ không mệt nó không khỏe nó khỏe mà nếu tụi con nghe được vậy thì thầy của tụi con cũng đi vào cái vô thời gian vô không gian chứ làm xong mà bữa nay thầy làm tới ngày cho tới chiều mà thầy vẫn còn đi tứ thầy vô thì thầy thầy chỉ mới có tắm ra chưa nằm được 10 phút nữa thì này nó vô kiểu tới giờ ra thật sự là thầy phải thở nghĩ nhưng mà khi thầy nói như thế này là thầy đồng với cái 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 điều mà muốn nói cái chân lý cho nên nó không trong đó nó không có không có bản ngã nó không có tôi thì làm gì nó có mệt cho nên khi nói thầy thầy bỏ cái này ra thầy đi vô thầy mệt lắm thầy này kia đó là cái mệt nhưng còn bây giờ nó đâu có mệt đâu có khỏe đâu có không gian thời gian nó đâu có thân thể đâu có gì đâu cho nên muốn mạnh thì mạnh muốn yếu thì uống gì bây giờ nó đang ở trong trạng thái của chính nó của, của chính cái đó của chính cái đang là đó. cho nên cái điều này cho nên mình ở trong cái chân lý đó là bất sanh bất diệt cho nên gọi là lão cụ đàm bắt sanh bất diệt lão cụ đàm kháng kim gì kháng kiến trùng kim tiết kim triều chánh thị tứ ngoạt bát tịnh phạm vương kim sanh tắc đạt thủy long phúng thủy thiên thượng lai bỗng tóc bỗng chốc liên qua tùng địa pháp hồi nhỏ thầy ưa tụng mấy cái bài cũng là phật giáng sanh để mà cúng thầy nói bắt sanh bất diệt lão cụ đàm không biết cái ông lão này là gì lão cụ đàm Nó. Nó. Cho nên cái chỗ bất sanh bất diệt Cái chỗ không sanh không diệt Không đến không lui Bất cấu bất tình bất tăng bất giảm Mình ở trong đó Cho nên hồi đó có cô Cô với hợp mà thầy dẫn tụi con đi gặp với cô đó Cô nói với thầy Cô có đâu có đi học Không không được cho đi học Không có gì Cô buồn cô khổ có gì đó Rồi cô có những việc rất khổ Hồi đó cô còn nhỏ chút à cái cô nghe nói tụng bác nhã có cô, tụng ba ngày á ba ngồi đi cô nhắm bởi vì cô chỉ thuộc bài bắt nhã thôi mà cô nói cô tụng của nó con tụng cái bài đó ba ngày có tự nhiên sao nó không có khổ gì cả nó bắt mà tự nhiên trí nó sáng ra là... và ông tưởng gặp được gần quê đó nó nói với thầy đó nói cách đây cũng là có, có mười mấy năm rồi cho nên vậy đó được tất cả những người khác lung tung á nhưng mà bây giờ dòm thấy dòm mặt nó đâu có ai bằng nó đâu thật sự cho nên nó vượt cả những người lớn như người lớn nhất bởi vì nó có trí tuệ vì thế cho nên nó cũng có sức mạnh mà tổng bác nhã không à cho nên nó nói thầy nhiều người nói thầy những chuyện thất cười lắm chút xíu thôi thầy hồi đó là thầy tu bao nhiêu năm thầy chưa có được như vậy bởi vì nó khổ quá nó trí tâm nó mất mình đi nó tụng tụng cho chết luôn hay sao rồi, rồi tự nhiên nó, nó là vậy đó cho nên có người nói vậy đó rồi, cho nên hồi mà ngài Quyền Trang mà đi qua Ấn Độ đi Thỉnh Phật, trần Quyền Trang chứ không phải là Tây Du. rồi không biết ai rồi bài ngày khi mà như vậy nên tụng bắt nhã, Chứ con này cũng vậy nè, bở gặp chuyện gì quý bác cũng tụng bắt nhã, bữa trước tụi nó đòi xô nhà xô cửa vậy đó bác cũng tụng bắt nhã <laughs> Cho nên do như vậy Có những cái mà bởi vì sao tâm mình nó linh lắm Mà mình làm đúng rồi thì tự nhiên nó có sức mạnh Nó có một cái sự giúp đỡ của cái cái, cái thực tướng Pháp Cho nên niệm Phật thì thành Phật Niệm Phật thì trong đó nó đã xảy ra cái tâm muội cái chánh định rồi đó. Cho nên A là là tấm không, là tâm không Là tính không, là cái thực tướng của Pháp giới A Di Đà là bao dung hết tất cả mọi trùng trùng dương khởi tất cả tặng hư không pháp giới đó là cái câu A Di Đà là vô lượng Amitabha thành thầy mới nói là Phật thiền tâm muội niệm nam mô A Di Đà Phật và trong đó nó có một sự cảm thông cảm động nó có thể rơi lệ bằng một sức mạnh mà mỗi giọt lệ vậy nó có thể tiêu diệt vô số kiếp tội nghiệp nhân quả của chính mình đó. cho nên phước trí nhị nghiêm thân đều ở trong câu đó nó quyền bí cho nên phật chỉ có phật với phật mới biết câu đó thôi còn bồ tát chưa chắc đã biết chính từ ngài án quan các vị tổ cũng nói như vậy ừ. cái phong niệm phật chỉ có phật với phật nó mới biết thôi cho nên kinh quan nghiêm đó hồi mà thiên tài đồng tử tới ngài pháp văn là đã nói danh hiệu phật đồ này kia suy nghĩ trầm tư lên tính lặng này kia lại nói về niệm phật đó. rồi cuối cùng đi học cho đã thần thông biến hóa lên cho tới có thể là thập địa thần thông rồi mà tới đức văn thù tới đức phổ hiền thì sao thì nói mười ngày mười hạnh nguyện vương bảy chứ mười giả lễ kính chư phật đó vị giải sinh tám như lai tam giả quán tu cũng dường rồi được cuối cùng vãng sanh về thế giới cực lạc đó, thì như vậy Như vậy mình là người thế nào Mà mình nói không cần niệm Phật Mà đời mặt Pháp này ức ức người tu khó có một người được giải thoát Trong kinh nói đó Kinh Bổ Tích có kinh nói ức ức người Chứ là trăm ngàn triệu ức người Đã ức ức người tu khó có một người được giải thoát Chỉ nương nơi Pháp môn niệm Phật Mà thoát khỏi luân hồi Bây giờ dù kiến tánh cũng phải niệm Phật cũng như có nhiều vị đắc ở lớn rồi cũng xuất gia thời Đức Phật đó. Như bây giờ mình tu mà cho bằng ngày xá lợi pháp một kiền liên hay là bằng ca diếp trước khi ngài xuất gia đó thì cũng là không không thể được khó lắm. Mình tu tu mà khi cho bằng cái lúc mà ngài chưa xuất gia đó, chứ đừng có nói ngài xuất gia. Chưa bằng lúc mà ngài ca diếp hay là là xá lợi pháp đồ một kiền liên chưa gặp Phật đó, mình tu tu cho bằng được như vậy thì chính là thầy thấy thầy cũng chưa có bằng nữa. chứ đừng có nói đừng có nói chừng đừng có nói so sánh cái bằng ừ. mà tất cả các ngài đó đều là nghe cho nên đức phật nói cái gì đà cũng kêu xá lợi Pháp mà nói đó kêu ngài thanh văn mà nói đó kêu bậc đại Á nói đó ừ. cho nên kêu bằng uh, tất cả chính nghĩa là phương trời mười phương phật tất cả chúng sanh đó, mà bỏ pháp môn niệm Phật thì không thể thành Phật quả. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật thì không thể độ hết chúng sanh được. Đó là sự quyết định của chư tổ và dường như cũng của kinh văn nói vậy đó. Cho nên thầy muốn khuyên tất cả những người mà học thiền, những người mà đắc đạo hai niệm Phật. Nghĩa là coi như là mình dù mình mình ngon bằng Đức Văn Thù cũng niệm Phật. Ngon bằng Đức Phổ Hiền cũng niệm Phật ngon bằng ngày mã minh cũng niệm phật ngon bằng ngày huệ viễn cũng niệm phật đó. nhưng mà chắc thầy thấy chưa ngon đâu mình gặp đức văn thù còn chưa được mà mà có nhiều vị phật muốn ngon bằng nữ văn, văn thù cũng chưa được nữa văn thù là cổ phật cho nên cái cõi của đức văn thù đó so sánh cái cõi của đức di đà nó xíu xíu à cái cõi người ta bà của mình so sánh cõi di đà nó giống như cái hột cát mà so sánh với quả đất này vậy đó. cũng như có một những cái thế thái dương hệ nó bằng một tỷ cái mặt trời cái một mặt trời mình rót rớt vô cái 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 cái, cái lỗ đen nó không nhầm gì hết cả ừ. mình đến đó có mấy phút ngồi mà đến cái thế giới đó nó có thể cả tỷ năm ánh sáng trong khoa học, khoa học phát minh như vậy có những vật nó lớn như thiên thể như vậy có những vật nó nặng chỉ bằng một cục đá như vậy chưa chắc một cái xe chở nổi dĩ nhiên không ai mà có thể đẩy cục đá này nổi gì cả dù xe kéo nó cũng chưa có nổi nữa cái vật chất nó như vậy chứ tại sao nó nặng như vậy cũng như giống như cái cái, cái hành tinh luồng cũng nặng dữ lắm mình coi trong thiên văn trong cái đó mình biết đó. thành cái vấn đề mà những cái vấn đề quyền bí mình đừng có tưởng là ghê gớm lắm ở trong các Phật Bồ Tát mình không thể hiểu được à, cho nên Phật dạy sau mình thầy thầy thấy thầy là một người nó có có cái chủng tử cuồng tín nhưng mà thầy chấp nhận nhờ thầy tin tưởng đó nhưng mà sau này từ cái tin đó mà nó đi vào một cái gì đó rất kỳ diệu à. Cho nên thầy tin đấy nữa mà thầy niệm Phật Cuối cùng có ông Phật mà thầy thấy đó nó trở thành Phật thiệt không à, à Và sau này tự nhiên cái tịnh tướng nhiều cái Có thể nó nhiều nhiều hơn nữa à, đó Bởi vì mình biết cũng từ tâm tưởng mà nó sanh thôi Từ tâm nó sanh Nhưng mà tâm tưởng mà nó biến quá như thế nào nó mới sanh ra được chứ Cũng như cái cái sức mạnh cũng từ cái thân này nó sanh ra nhưng mà cái khí trong người thầy nó phải như thế nào thầy mới đập vỡ cái bằng này được thầy ví dụ như từ ở dưới thầy đi lên đó thật sự thầy đi không nổi đâu cái chân của thầy nó yếu nó không bằng tụi con đâu nhưng mà thầy đi nếu thầy muốn đi thầy đi được hết cả cũng như bây giờ giờ này nếu mà thầy nói đi qua động phong la để lên núi chơi thì tụi con thấy hơn ngon ngon tối tăm vậy nhưng mà nếu thầy thích đi là thầy đi thôi thầy vẫn đi được hồi xưa thầy thầy vẫn đi hoài chứ đâu đi chơi tối đó mà vô trong rừng rồi nhiều khi cột cái giọng nó nằm mình mới cảm thấy cái cái sợ là gì mình mới cảm thấy tất cả cái cái, cái kỳ diệu đó trong rừng sâu đó cho nên con người mình nó không phải như mình tưởng nó có đủ cái sức mạnh nó có đủ những sự kỳ diệu nó có đủ thông minh đến nỗi mà nó thấy được phật là biết nó có khả năng như thế cho nên phật là phật đã thành tất cả chúng ta là phật đang thành sẽ thành và có khi cũng đã thành nếu mình hiểu biết được như vậy tất cả giới đều đầy đủ Bởi vì giới này là cái giới Phật, giới Bồ Tát Đó là trong kinh Bồ Tát giới nói như vậy đó, đó. Cho nên Thầy muốn nói cái Phật thiền tâm muội để bù lại cái cái tính chất của ma ra nói đó, Hai cái nó phù hợp nhau Rồi chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tăng thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học à Phật đạo vô thượng thể nguyện thành à nguyện đem công đức này Hương về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.